nhanh chóng nhất. Ok, xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã đến với buổi học của Chocco Forex Center. Mình là Quyết Đạt, admin của Forex Center. Và hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu và học cái module liên quan đến cái cách làm sao để marketing sản phẩm hiệu quả. Có rất là nhiều kênh ở trong cái bài học trước. Các bạn chưa đón xem bài học trước thì có thể lên kênh YouTube của Forex Center để đón xem. Đúng không ạ? Forex Center, các bạn có thể lên kênh YouTube để xem các cái bài học về dropshipping, các bài học về marketing, các bài học về xây dựng hệ thống kênh. Đó. Để hiểu thêm nhé. Các cái bài học đấy giá trị kiến thức cực kỳ chất lượng và anh em mình có thể học ở những cái nhà, các cái buổi học đó nó tương đương với các cái khóa học mà tốn rất là nhiều chi phí để học đó. Đó. Còn trong buổi học này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách quảng bá sản phẩm ở trên một cái kênh khá là quen thuộc và nó tạo ra một cái kết quả ngay lập tức, nó tạo ra một kết quả nhanh chóng và chúng ta từ cái đó là chúng ta làm cái cơ sở để chúng ta làm các cái kênh khác. Cái thứ nhất, thứ hai là từ vấn đề này chúng ta mới học hỏi thêm các cái vấn đề thì ra marketing nó phải như vậy, đúng không, chứ không phải đơn thuần chỉ là việc đăng bài lên trên nó. Có bao nhiêu bạn ở trong đây đang đăng bài trên Marketplace rồi ạ? Nói tôi, nếu như ạ, đúng không ạ, nói tôi nhá, comment, nói tôi đã đăng bài trên Marketplace rồi, nói tôi. Còn bạn nào mà chưa biết Marketplace là gì, nói là chưa nhá. Ok. Đấy, em biết chắc chắn rằng là sẽ có những cái bạn mà đã ra inbox nhưng mà chưa chốt được đơn. Lý do tại sao, đúng không? Chúng ta sẽ làm việc về vấn đề này. Thứ hai, mình sẽ biết được là anh em mình đang đăng trên Marketplace rồi nhưng mà không ra inbox, không cảm thấy hiệu quả với kênh này. Đúng chưa nào? Đó. Thứ ba là khi mà chúng ta làm, chúng ta không biết cách duy trì nó, không biết cách nhân bản nó và tạo ra được bao nhiêu đơn mà chúng ta không biết. Cái điều này thì chúng ta rất khó để thành công và chúng ta thiếu sự tin tưởng vào cái hệ thống kênh này. Đúng chưa? Mọi người vẫn nghe rõ chưa? Mọi người vẫn nghe rõ không? Mọi người nghe rõ không ạ? Đó, và hôm nay cái bài học này á thì chúng ta sẽ làm rõ tất cả cái module này, chúng ta sẽ làm rõ tất cả cái hướng đi này, được không ạ? Đó, và thì cái đầu tiên á, đúng không ạ, cái đầu tiên mà em muốn nói là đó là marketing với Forex Center, marketplace Facebook. Ok, tuyệt vời. Và ở trong cái bài học này mình sẽ học sâu về vấn đề về làm quảng bá, làm marketing, đúng không ạ? Làm marketing, làm quảng bá với Facebook Marketplace nha, Marketplace trên Facebook. Và ở trong cái module này thì là chúng ta sẽ giải quyết những vấn đề là trong đây vừa xong là admin có hỏi rằng anh em mình là ai đã từng bán hàng trên Marketplace rồi, đúng không? Thì có những người hiệu quả mà chưa hiệu quả. Chúng ta biết chắc chắn rằng là chúng ta chưa bao giờ đánh đó, chưa ra được tiền lợi trên Marketplace. Quá trình, đúng không ạ? Chưa ra chuyển đổi này nó rơi vào một đấy là chúng ta chưa có đơn, chưa có inbox. Hai là chúng ta có inbox nhưng mà chưa chốt được đơn này. Chúng ta phải phân tích cái kênh này, đúng không ạ? Nó cực kỳ hay. Đó. Tiếp theo là chúng ta chưa biết cách duy trì nó, đúng không ạ? Chúng ta chưa biết cách tối ưu, đúng không ạ? Chưa biết, đúng không ạ? Duy trì, chưa biết tối ưu và chưa tối ưu được thì chắc chắn là chúng ta sẽ chưa thể nào, đúng không ạ? Chưa biết à? Chưa tối ưu được thì không thể nào nhân bản, đúng không ạ? Và hiện tại là đây là một trong những kênh mà mang tính chất chiến lược và tầm chiến lược ở trong quá trình mà làm marketing của mình. Mình luôn luôn đặt cái kênh này lên hàng đầu trong quá trình marketing, tại vì những cái lợi ích của marketplace một ấy, là nó sẽ tạo ra chuyển đổi này. Nó sẽ tạo ra chuyển đổi ngay lập tức. Đó. Hai á là cái kênh này nó có độ phủ lớn, nó không bị giới hạn giống như group, đúng không ạ? Hội nhóm, cái hội nhóm bị giới hạn, ví dụ như hội nhóm đấy 100.000 người thì nó chỉ quảng bá tối đa là 100.000 người, không thể nào đưa ra ngoài được, chắc chắn không ạ? Đúng là như vậy. Còn ở trên này ấy, là tất cả nó không bị giới hạn, có thể đến cả triệu người có thể tương tác được với bài viết của chúng ta. Đó là về mặt lý thuyết,
chắc chắn là trong trong thực tế này sẽ không như vậy, nhưng mà từ cái lý thuyết cứng cứng như vậy ấy, thì chúng ta mới mới đi tìm câu trả lời được, đúng không? Và độ phủ lớn là cái điều mà một trong những lợi ích khủng khiếp của nó này. Thứ hai nữa là nó target, đúng không ạ? Nó target được vị trí. Đối với cái hội nhóm đấy, chúng ta vẫn target được vị trí nếu mà chúng ta tham gia các hội nhóm theo vị trí, đúng không? Còn lại target ở vị trí này, chúng 63 tỉnh thành, 64 tỉnh thành, 63 tỉnh thành thì các quận huyện thành phố hơn 500 quận huyện, chúng ta phải target chính xác vào trong cái vị trí lý đó để chúng ta bán hàng. Có nghĩa là chúng ta ngồi ở Hà Nội chúng ta bán và hàng vào ở Cần Thơ, Long An, Bình Dương, miền Tây, miền Trung gì cũng được, đúng không ạ? Thậm chí là bán hàng ở Đà Lạt, Vũng Tàu, Nha Trang, tất cả mọi thứ nó không khác gì chạy quảng cáo. Đây là một trong những cái vấn đề đặc điểm cực kỳ khủng khiếp ở đối với marketplace. Ok, thì tiếp theo đó là chúng ta có thể gì ạ? Chúng ta có thể là nhân bản, đúng không ạ? Nhân bản nó tiếp theo một cái vấn đề cơ bản là dễ dàng, vô cùng dễ dàng để ai cũng thể thực hiện được. Cái này này là cái mà tuyệt vời nhất đối với anh em mình á. Bây giờ tôi mà nói về vấn đề, đúng không ạ? Chúng ta có thể là marketplace trên Shopee, chúng ta có thể marketing trên Shopee, đúng không ạ? Chúng ta có thể marketing bằng Instagram, bằng làm TikTok, làm bằng chạy quảng cáo. Tuy nhiên rằng á, nó có dễ dàng không? Đương nhiên là không dễ dàng. Tạo fanpage hay là bán hàng trong 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 các cái kênh khác nó không hề dễ dàng đâu. Và mọi người thường ấy là nếu không dễ dàng thì sẽ bỏ cuộc. Tại vì nếu mà không dễ dàng nó sẽ không có tạo ra chuyển đổi ngay lập tức. Đó, và đây là cái kênh mà bất kỳ ai có thể làm được, chỉ cần một cái Facebook thôi chúng ta có thể làm được. Đấy, hai cái vấn đề này là hai cái vấn đề về mặt kỹ thuật. Hai cái vấn đề này là hai cái vấn đề về mặt kỹ thuật mà marketplace chiếm một cái lợi thế cực kỳ khủng khiếp. Độ phủ lớn và target ở vị trí. Đấy, thậm chí là nó target được cả insight nữa. Insight. Đấy. Thậm chí là nó có thể target được insight, đúng không ạ? Nó có thể target được insight trong cái quá trình mà làm marketing nữa. Nên ra đây là một trong những cái lợi thế vô cùng to lớn đối với marketplace. Chúng ta hãy ghi lại nha. Rồi bây giờ là trước khi ấy, chúng ta xem, đúng không ạ? Cái lòng tin đối với kênh. À, insight là gì? Insight là tương đương khách hàng mục tiêu. Và ở trong special á, ở trong special team có một cái bài học, một cái khóa học, một cái bài học liên quan trực tiếp đến vấn đề insight. À, nói thêm ít vấn đề về insight nhé. Mọi người muốn nghe vấn đề về insight không? Insight là một trong những cái thứ kinh khủng nhất trong marketing và trong kinh doanh. Mọi người muốn nghe một tí không ạ? Em sẽ giới thiệu sơ qua cho mọi người biết insight là gì. Bao nhiêu người là bạn muốn nghe cái phần insight này? Insight là một trong những thuật ngữ chỉ cái vấn đề là chân dung khách hàng, chân dung khách hàng. Và đối với anh em mà làm một chạy quảng cáo ấy, thì không có lạ gì về vấn đề về insight, đúng không? Không có lạ gì về vấn đề về insight. Và trong kinh doanh ấy, từ doanh nhân doanh nghiệp, đúng không ạ? Người ta sẽ, đúng không ạ? Người ta giới doanh nhân, giới doanh nghiệp, giới tinh anh ấy, người ta chỉ cần tập trung vào một cái phần insight này, người ta đã có thể xây dựng ra được cả một đế chế. Thậm chí là chính cái Forex Center này mình cũng tạo ra bằng việc hiểu insight thôi nhá. Và insight là gì? Chân dung khách hàng mục tiêu là gì? Chân dung khách hàng mục tiêu là cái nỗi đau, ok. Nói đến đây thì mọi người có thể ứng dụng ngay như thế này. Bây giờ nhé, tôi chỉ cần hỏi một câu như thế này thôi là mọi người sẽ hiểu insight là gì. Nỗi đau thầm kín cho mỗi con người. À, trả lời cho em đi một câu là tại sao bạn trong buổi như này, đúng không? Thứ hai là nỗi đau của bạn là gì, là gì để có mặt trong buổi như này? Để tôi đoán nhé, tôi đoán nhé. Đấy, em nghĩ đang này là kinh doanh này, và tôi đoán cái insight của các bạn nha. Các bạn có mặt trong nội dung này vì một cái lý do vô cùng đơn giản thôi, đó là các bạn muốn học kinh doanh, đúng không? Các bạn muốn học kinh doanh này, muốn học kinh doanh này, đúng không? Nếu như mà em Vinh nói đúng nhá thì mọi người nói đúng nhá. Kinh doanh bây giờ nhá, trả lời bằng các cái từ nhá. Nếu như bạn mà vào trong nội dung này để muốn học kinh doanh đấy, nếu bạn cảm thấy đúng bạn bấm chữ H, tất cả mọi người bấm nhanh đấy, bấm nhanh bấm nhanh bấm nhanh để admin nói tiếp cho mọi người nghe này. Tôi sẽ hiểu insight là gì trong quá trình kinh doanh. Ok, nói đúng thì ông H nhá.
Hai nữa là các bạn vào trong buổi Zoom này tại vì các bạn đang gặp vấn đề là không bán được, không ra được đơn hàng. Các bạn bấm chữ K nếu mà đúng, đúng tâm lý, đúng không? Đúng cái vấn đề là ừ, đúng không? Không ra đơn hàng. Đấy. Muốn, đúng không ạ? Kiếm tiền trong mùa dịch này. Kiếm tiền trong mùa dịch, đúng không ạ? Hoặc là trong cuộc sống, phải trong công việc. Nếu như mà chính xác, đúng không ạ? Chính xác cái vấn đề mà bạn muốn kiếm tiền này, bạn bấm chữ M. Bạn đang muốn kiếm tiền, đúng không? Hay cụ thể là bạn đang muốn học và làm thành công với vấn đề về gì ạ? Về dropshipping, bán hàng. Đó. Bạn bấm chữ R, đúng không? Rồi tiếp theo là bạn muốn học và tìm hiểu. Tại vì sao? Tại vì sau buổi Zoom này học về cái vấn đề gì? Về cái marketplace. Bạn muốn bán hàng hiệu quả trên marketplace. Dù có thể tất cả những cái vấn đề này, đó, tất cả những cái vấn đề, các vấn đề ở trên này chưa chắc bạn đã đúng, đúng không? Nhưng mà chắc chắn ở vấn đề ở cuối này, bạn đang muốn học cái phương pháp bán hàng trên marketplace này. Còn bạn có thể là đang ở trong đây là chủ shop, có thể bạn đang kinh doanh, có thể bạn đã có nhiều kinh nghiệm trong kinh doanh rồi. Nếu như mà chính xác, bạn bấm cho admin chữ M, tiếp tục chữ M. Đấy, đúng không? Nếu đúng nhá, nếu mà đúng tâm lý, tất cả mọi người bấm cho admin biết. Và ở trong đây mọi người có thể xem lại nhá, xem lại nhá, bao nhiêu chữ K, bao nhiêu chữ H, bao nhiêu chữ gì ạ? Chữ H, chữ K, chữ M. Và bản chất đó là insight. Và khi mà thấu hiểu insight thì gì ạ? Thì đây là gì ạ? Chân dung khách hàng mục tiêu. Chân dung khách hàng mục tiêu. Vì đó là, vì có những cái nỗi đau như thế này, vì có những cái nỗi đau như thế này nên thành ra đó là bạn mới có mặt ở trong này, ok. À, và trong quá trình mà kinh doanh á, đúng không, trong quá trình kinh doanh thì con người luôn luôn có những cái insight, đúng không ạ, luôn luôn có những cái insight, có những cái nỗi đau, đúng không, nỗi đau về căn bản đó là sự nhu cầu thầm kín, nỗi đau thầm kín nhá. Bản chất cái nỗi đau thầm kín này nó là những nhu cầu thầm kín. Ví dụ như là để lý giải vấn đề là tại sao khách lại mua hàng của mình. Và từ đây, đúng không ạ? Đấy, từ đây nhá. Từ đây chúng ta mới xác định được đâu là khách hàng mục tiêu của chúng ta. Đúng không? Khách hàng đó đang ở đâu? Thậm chí là khách hàng đó, đúng không ạ? Đang làm gì, đúng không ạ? Đang là ăn ở đâu, đang làm gì? Khách hàng đó bao nhiêu tuổi, đúng không? Và còn thêm những cái điều bí mật ở phía dưới này nữa, nhưng mà đến đây thôi các bạn đã hình dung được cơ bản rồi. Ví dụ như bạn bán thời trang, đúng không? Nỗi đau khách hàng là gì? Người ta muốn cái váy đẹp, người ta muốn cái bộ áo đẹp. Thì chúng ta phải làm bật lên được ở trong cái content của chúng ta là áo của chúng ta đẹp, đúng không? Hình ảnh chúng ta phải rõ nét, chứ hình ảnh của chúng ta mờ căm, đúng không ạ? Mờ căm mờ kiếp, ai mà xem được? Chắc chắn là không thể bán được, đúng không? Và đâu là khách hàng, đúng không? Chúng ta bán áo crop top mà chúng ta bán cho các cái khách hàng mà U40 trở lên, đúng không? Làm sao bán được? Phải bán từ 18 đến 26 tuổi thì đó mới là khách hàng, đúng không nào? Là bao nhiêu tuổi này? Khách hàng thường nó làm gì? Đó là học sinh, sinh viên, những người mà năng động, trẻ trung, đúng không ạ? Khách hàng đó là hàng đâu? Bọn nó đang thích trong các cái nhóm mà tâm sự. Nó đang thích những cái nhóm về mua bán, giao hàng, mua hàng giá rẻ. À, chốt sale, ưu đãi sale, đúng không? Và chúng ta xác định được cái này á, đúng không? Thế gì ạ? Đấy, hiểu, thấu hiểu được insight thì chúng ta sẽ có tiền. Và cái vấn đề này nó cũng liên quan trực tiếp đến vấn đề bán hàng trong marketplace. Và đối với trong cái doanh nghiệp ấy, chúng ta xác định insight, chúng ta phải xác định được cái vấn đề này, đúng không? Thì chúng ta mới đi giải quyết, đúng không? Chúng ta đi giải quyết nỗi đau, đúng không ạ? Đấy. Và chúng ta giải quyết nỗi đau đó là chúng ta giải quyết cái nhu cầu. Và làm sao đấy, từ vấn đề này chúng ta mới xác định được là đâu là khách hàng của mình, tại sao đúng không? Khách hàng lại mua hàng của mình, và từ đó chúng ta mới xác định được họ ở đâu, như thế nào, đúng không ạ? Và ví dụ như chúng ta bán mỹ phẩm mà chúng ta phải biết được đó là người ta đang cần về trang điểm, hay là người ta muốn trị mụn, hay là người ta muốn trị nám, hay là người ta muốn trị cái gì đó, đúng không? Chúng ta bán hàng về sinh lý chúng ta phải hiểu được là họ đang bị hiếm muộn, đúng không, hay là họ bị yếu sinh lý. Chúng ta bán hàng thời trang thì mình phải biết rằng đấy là cái nhu cầu về sản phẩm về thời trang của mỗi chị em nhiều hơn là nam giới là rất là nhiều, nên ra chúng ta target vào bán đồ nữ thì là sẽ bán được nhiều hàng hơn. Tuy nhiên là ai cũng tư duy như vậy ấy, thì nam bỏ cho ai, đúng không nào? Thì luôn luôn có một cái vị thế cân bằng. Tuy nhiên rằng đấy, chúng ta biết được cái thời điểm thì chúng ta sẽ thành công,
đúng không? Thời điểm nào chúng ta sẽ bán cái gì? Ví dụ như là sắp Tết, sắp sửa lễ Tết này, sắp sửa Noel này, người ta muốn bán được những cái người ta muốn mua những cái sản phẩm mà nó đẹp để người ta đi diện ăn mặc Tết hay là đi vào trong những ngày nghỉ lễ. Nếu chúng ta bán thành trường thời trang cao cấp, ví dụ như hè thì chúng ta có thể bán vào đúng không ạ, bằng những cái ly biển này, hay là thời trang mà mát mẻ này, nóng nực mà đúng không ạ, chúng ta phải bán target vào đúng không? Thì miền Bắc sắp tới là qua thu đúng không ạ, qua thu thì đến đông, và đông tới thì chắc chắn là những cái sản phẩm liên quan đến áo thun đúng không ạ, nó sẽ bị hạn chế đi. Chúng ta bán hàng theo gì ạ, theo mùa, áo khoác, áo hoodie đi, áo da, áo dạ vào đấy đúng không? Thì đó là hiểu insight là như vậy. Ok không ạ? Mọi người hiểu không ạ? Tuyệt vời không ạ? Mọi người cảm thấy cái chỗ này hay không ạ? Nếu mà hay thì mọi người comment là tuyệt vời nhá. Ok. Ok, và đó là sơ qua. Còn nếu mà bạn muốn học về sâu hơn nữa nhá, về sâu hơn nữa, sâu hơn về insight, sâu hơn về insight, thì chúng ta phải học và hiểu được các cái vấn đề. Một đấy là vấn đề về sở thích của khách hàng, hành vi của khách hàng, đúng không? Nhân khẩu học của khách hàng, cái này giống như chạy quảng cáo vậy, nhân khẩu học của khách hàng đúng không, tuổi của khách hàng đúng không, nghề nghiệp của khách hàng, giới tính của khách hàng đúng không, đấy, thói quen đấy, rồi gì nữa, rồi là sở thích ở trên kia, rồi thói quen, rồi đấy là các cái hoạt động của khách hàng, hoạt động của khách hàng đúng không, thậm chí là các thiết bị mà khách hàng dùng, khách hàng đang dùng iPhone, iOS hay là dùng Android đúng không ạ, Android đúng không, đấy Android, khách hàng có thói quen như nào, có hành vi như nào, có thường xuyên là đi vận chuyển vận hành đúng không, cái đi lại như nào đúng không, ví dụ như là thường xuyên có đi máy bay hay không, hay đi tàu lửa, đi tàu hay là đi gì ạ, đi du lịch đó, hay là đi đâu đúng không ạ, hay đi chữa bệnh vân vân. Chúng ta nắm được cái vấn đề này á, thì mỗi cái này có một cái bí mật cho mọi người này. Mỗi cái này nó sẽ tương ứng với một nhóm đối tượng, và chắc chắn là một nhóm đối tượng này sẽ luôn luôn ở một cái gì ạ, nhóm đối tượng này sẽ ở một cái group nào đó, hoặc là người ta sẽ ở một kênh nào đó, hay là ở một cái trang nào đó, ở một cái forum nào đó, và ở một cái vị trí nào đó, đúng không? Ví dụ như là chúng ta đó, đơn giản là chúng ta muốn bán thuốc, đúng không? Chúng ta phải target vào chỗ bệnh viện này, đúng không nào? Chúng ta muốn bán đồ thể thao, chúng ta phải target vào chỗ những cái nhóm về tập gym, tập tạ rồi, đúng không? Và cái chỗ này, ông nào mà hiểu sâu sắc về vấn đề về insight thì chắc chắn rằng là chúng ta sẽ mở được cái cánh cửa là gì, là kinh doanh như thế nào để thành công đó. Và đây là một cái khóa học rất là hay đúng không, cực kỳ hay. Anh em ở trong special sẽ được nghiên cứu về vấn đề insight này đó. Hiện tại thì mình chưa có ra khóa học nha. Nếu như mà bạn nào muốn học về vấn đề này thì đăng ký nha, cực kỳ đỉnh cao đấy đúng không. Bởi vì doanh nghiệp mà không xác định cái này thì các bạn sẽ thua lỗ, và nếu mà xác định được cái này á thì chắc chắn rằng chúng ta làm, chúng ta sẽ không có bị đi lệch hướng, có thể không lan man, và chúng ta gì ạ, chúng ta có lòng tin đấy, chúng ta có lòng tin. Cũng giống như là việc mà chúng ta biết được là vấn đề về marketing nó lợi ích như thế này đấy đúng không ạ, thì gì ạ, đấy, chúng ta biết được cái như thế này đúng không ạ, đấy, thì sao, thì chúng ta có lòng tin đúng không ạ, chúng ta có lòng tin đúng không ạ. Mà khi mà chúng ta có lòng tin rồi á, chúng ta sẽ chắc chắn rằng là chúng ta sẽ tập trung 100% vào nó. Và ví dụ với cái kênh marketplace này á, thì mọi người có thể xem một số cái kết quả nhá, một cái số kết quả mà admin đã ghi lại đúng không ạ, ghi nhận lại trong quá trình mà làm marketplace mình, một số thôi, còn rất nhiều nhé, rất nhiều những cái kết quả từ một kênh này. Và khi mà chúng ta có lòng tin ở cái kênh này rồi á, thì chúng ta mới tập trung làm đúng không. Ví dụ như là các bạn thấy rằng các bạn thấy rằng đó là làm Shopee rất là nhiều đơn, có rất là nhiều người kiếm được tiền, thì chúng ta mới tập trung ở kênh đó đúng không nào. Thì ở đây cũng vậy, cái marketplace này nó là một trong những kênh vô cùng hiệu quả. Ví dụ như là một cái bài đúng không ạ, một cái bài đúng không, một vài marketplace có thể là thu hút đến cả ngàn bài đúng không, cả ngàn inbox
Ví dụ ở đây là nó lên đến 255 người, đúng không? Bạn có thể nhìn thấy đây là một cái nick thôi nhé, một nick là từng này đó, 20 người inbox cái ví ra, 19 người, 13 người, 10 người, đấy, đồng hồ 2 người, cái ví này thì 255 người, đó, vô cùng, đúng không? Vô cùng nhiều. Và đây là thực tế đúng không? Đó là những cái mà mình nên làm. Cái kênh này nó mang lại cái kết quả vô cùng khủng khiếp đúng không ạ? Vô cùng khủng khiếp cho chúng ta. Đấy, và chúng ta có thể sử dụng cái kênh này như là một cái giải pháp quảng bá đúng không ạ? Rất là nhiều khách hàng, đấy, rất là nhiều khách hàng. Đấy, rất là nhiều khách hàng. Đấy, inbox quá trời luôn. Đó, và chúng ta có thể bán được bất cứ thứ gì ở trên kênh Marketplace này. Đó là cái lòng tin đối với kênh này mà chúng ta xác định đây là cái kênh chiến lược thì là chúng ta sẽ tập trung đúng không ạ? Tập trung vào bán đúng không ạ? Bán hàng của nó để bán hàng trên Marketplace. Và bán hàng trên Marketplace chúng ta cần chú ý những vấn đề gì? Và Marketplace á thì là chúng ta sẽ ở đây đúng không ạ? Ở đây nhá. Chúng ta sẽ xem đúng không ạ? Marketplace này. Đấy. Ở trên cái kênh gọi trên kênh Facebook nó sẽ ra cái biểu tượng của cái shop này, cái nick mà nếu mà không có cái nick này thì chúng ta có thể vào trong Search Marketplace để chúng ta kháng đúng không ạ? Nếu như mà không có nữa thì chúng ta có thể mua via, và bây giờ hiện tại thì các cái via hiện tại bây giờ thì nó đều có cái chức năng Marketplace này, và chúng ta có thể vào trong đây chúng ta có nhìn thấy ở trên này bán rất nhiều thứ từ rau củ quả thời trang đúng không ạ? Rau củ quả thời trang đến mọi thứ trên đời này luôn, đúng không? Có gì cũng có thể bán được trên này, đó, tất cả mọi thứ luôn, các bạn có thể thấy đồng hồ, thời trang, quần áo, đấy, hiện giờ đây là chúng ta có thể thấy dàn hàng của nhà, đúng không? Hàng của Fori này, đấy, xin chào, đúng không ạ? Đấy, đây shop 192, đấy, nhìn đây là chúng ta biết được là rất là nhiều anh em mình đang bán này, đó, thì bây giờ là đơn giản thôi là chúng ta đó bấm vào phần bài niêm yết và chúng ta chọn mặt hàng cần bán ngay. Ở trong này nó sẽ ra cái vấn đề chúng ta đăng bài, và vấn đề đăng bài này á nó vô cùng đơn giản, nó chỉ có chừng này thôi đúng không ạ? Nó chỉ có chừng này, những vấn đề một là tiêu đề, hai là giá, hạng mục đó, và gì ạ, tình trạng này, rồi là phần mô tả đó, rồi là các vấn đề còn hàng hay không, SKU là như thế nào. Đơn giản nó chỉ như vậy thôi. Tuy nhiên là điều đơn giản này á nó có một số cái vấn đề mà chúng ta cần phải chú ý quan tâm. Đấy, và ở đây em sẽ chỉ nhanh cho các bạn những vấn đề thôi. Một cái là chúng ta có thể xem nhá, một là vấn đề về tiêu đề, hai là vấn đề về mô tả, ba là vấn đề về giá cả, bốn là vấn đề về hình ảnh đúng không ạ, năm là vấn đề về vị trí, sáu là vấn đề về cái nick đúng không ạ? Nick nick Facebook mà đăng bài đó nó phải là chốt, nó phải tăng độ chốt cao. Đây là 6 vấn đề mà quan trọng nhất đối với Marketplace đúng không ạ? Và nắm được 6 cái vị vấn đề này thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ làm việc cực kỳ hiệu quả luôn. Đấy, nắm được 6 vấn đề này thì các bạn sẽ làm được cực kỳ hiệu quả. Và đây thì mình sẽ chỉ luôn nhá. Một đấy, trong tiêu đề đúng không ạ? Một là trong phần tiêu đề, tiêu đề của Marketplace các bạn cần. Đấy, bây giờ chúng ta phải phân tích đối thủ nha, chúng ta phân tích đối thủ này đúng không? Chúng ta phân tích đối thủ nhá, chúng ta cần có sự phân tích một tí trong đối thủ của mình. Thì các bạn có thể nhìn thấy này, nhìn ở đây là chúng ta sẽ biết được là ở đâu. Các bạn nhìn thấy cái tiêu đề này này, đây là cái tiêu đề này, phần nhìn thấy ở đây tiêu đề này, hai là phần giá cả này, ba là phần hình ảnh này, bốn là phần vị trí này. Bốn cái thông số này sẽ là thông số được hiển thị trên cái màn hình ở trên Marketplace của chúng ta đó. Và chúng ta sẽ bị thu hút bởi gì ạ? Bởi tiêu đề, hai là vấn đề giá cả đó, ba là vấn đề về hình ảnh. Và rõ ràng hình ảnh đẹp thì chúng ta mới quan tâm rồi. Ví dụ như là chỗ chúng ta phải nhìn thấy cái bạn này bán thì chúng ta phải biết được rằng đây là đây là người được học về Marketplace đấy, và trong Marketplace thường phải có những cái tiêu đề như này gọi là giật tít. Giật tít thì nó mới hấp dẫn. Còn đây những cái tiêu đề bình thường như này sẽ không không bao giờ được quan tâm đúng không ạ? Đấy, những cái như thế này thì khó được quan tâm đấy. Chúng ta phải có những cái tiêu đề đây là giật tít và thu hút. Những này thì chắc chắn rằng bây giờ giữa muôn vàn những cái đối thủ cạnh tranh đúng không ạ,
muôn vàn đối thủ cạnh tranh và muôn vàn những cái giữa những cái người mà đang đăng bài lên trên marketplace, làm thế nào đúng không ạ, làm thế nào để bài viết của chúng ta được hiện lên trên này nhiều và được qua lấy được sự quan tâm, thì chúng ta cần phải chú ý đúng không ạ, chú ý đầu tiên là về vấn đề tiêu đề. Một là tiêu đề phải giật tít đúng không ạ, giật tít đúng không ạ, giật tít này, chúng ta giật tít là như thế nào, chúng ta cần phải có những tiêu đề ví dụ như là mua hàng đúng không ạ, mua hàng đúng không ạ, giảm giá đúng không ạ, mua hàng giảm giá, đây là những cái tiêu đề giật tít một cách cơ bản. Tại xưa nay nó là như thế này, bây giờ chúng ta giật tít làm sao đó để làm sao để cuốn hút hơn nữa đúng không ạ, chúng ta phải có những từ đánh sâu vào trong vấn đề về tâm lý như là thanh lý đúng không ạ, thanh lý đúng không ạ, nghỉ bán, nghỉ bán, nghỉ bán đúng không ạ, xả lỗ đúng không ạ, xả lỗ, xả kho, xả hàng đúng không ạ, sell off, sell off mà phải mạnh tay 50% đúng không ạ, vân vân. Thì đấy là những cái tiêu đề đúng không ạ, những cái tiêu đề mà chúng ta cần nên sử dụng, vân vân. Còn rất nhiều tiêu đề nữa nhá, còn những cái tiêu đề cực kỳ hay mà nó có thể làm cho chúng ta tăng một cái doanh số cực kỳ khủng khiếp nhá. Đấy, đây là những cái tiêu đề mà chúng ta cần phải làm. Rõ ràng là việc mà chúng ta có một cái tiêu đề thu hút thì ở trên này sẽ có rất là có cái gì ạ, có cái lợi thế. Đây này, em đi lấy cho các bạn ví dụ nhá, vì cái đồng hồ này nhá, trang sức phụ kiện này, thanh lý xả kho mẫu này, chỉ với 249k trên một chiếc, miễn phí ship toàn quốc đúng không. Đây thì xả kho này, đồng hồ năng lượng này, inbox để xem mùa dịch này, bộ dây chuyền, các bạn nhìn thấy rằng cái ảnh này đúng không, nó rất là to rõ. Hai nữa là cái tiêu đề này nó hấp dẫn đúng không, nhất là nhiều người click, chắc chắn nhiều người click thì nó mới lên được cái new feed đúng không ạ, và nó lên được đề xuất như vậy. Đấy là ăn đề xuất đó, và rất là hay đúng không. Thì cái tiêu đề này nó lại làm cái sự thu hút này, và đây nó đứng đầu tiên luôn, là đúng chính xác luôn. Nên ra là việc mà chúng ta có được cái tiêu đề hay là một trong những lợi thế vô cùng. Tiếp theo nhá, tiếp theo từ cái vấn đề phân tích như vậy đó, thì chúng ta thấy rằng đây này, những cái tiêu đề bình thường nó sẽ ở dần dần ở phía sau, còn những cái tiêu đề mà lớn này đúng không, như là thanh lý này đúng không, thanh lý ghế massage này đó, có điều khiển giọng nói này đúng không, sẽ được cái sự quan tâm rất là nhiều và nó được lên trên đầu đúng không. Đấy, và bây giờ này, và bây giờ là chúng ta cái vấn đề thứ hai, vấn đề tiếp theo đó là đúng không, vấn đề về hình ảnh đúng không. Chúng ta tiếp theo là chúng ta làm về vấn đề hình ảnh. Hình ảnh như vừa xong ấy, nó phải to đúng không ạ, rõ nét đúng không ạ, trực quan. Nhưng mà các bạn sẽ gặp phải cái trường hợp là khi mà bạn đăng nhiều quá ấy, nó sẽ gặp cái lỗi là bị trùng lặp về hình ảnh. Và marketplace nó có AI, nó có một cái AI để quét những cái hình đã đăng rồi của nick đó. Thì bây giờ cái cách làm sao đấy để thoát cái quét AI này đúng không, và không nên đăng những cái hình mà nó như kiểu là ví dụ như là chúng ta bán cái hàng điện thoại này phải chính diện như này chứ đúng không, chúng ta lại bán những cái sản phẩm mà nó lại chỉ là gì ạ, đó, chỉ là cái mặt đúng không ạ, nó không có chính diện mà chúng ta chỉ là thấy một góc của hình thôi thì chắc chắn là chẳng bao bán được hàng, đóng chắc chắn luôn là không bao bán được hàng. Và cái hình ảnh này là nhìn đây là có khả năng là một trong những bạn ở trong Fori rồi, Phan Văn Hoàng đấy, bạn này đang bán khá tốt đúng không, Hoàng ở trong cái buổi Zoom này không ta, hình của bạn đúng không, nhìn là biết rồi. Tại vì sao, tại vì bạn ở trong cái khóa, cái nhóm training của Fori Center, từ những cái vấn đề là chỉ có những người mà được học mới có làm được điều này, chắc chắn bạn chưa học sẽ không học biết được là tại sao cái tiêu đề là như thế này đúng không. Admin sẽ phân tích cái tiêu đề này, thanh lý giảm 50% đúng không, và sản phẩm của bạn ở vị trí đầu tiên, chúc mừng bạn có một cái bài lên top đúng không. Còn cái ý nghĩa làm sao để SEO được lên top nữa thì bạn phải học đúng không, và cái bài này nó vô tình nó chuẩn SEO đấy đó. Và nhìn này, tiêu đề này đúng không, hai á, cái hình ảnh, nhìn cái hình ảnh của đối thủ nhá, hình ảnh của đối thủ nó chỉ là như thế này thôi, nó chỉ là đơn giản như này đúng không, hay là nó đơn giản như này thôi đúng không, và hình ảnh này á có cái khung đúng chưa ạ, giá gốc tận sửa, nó bắt mắt hơn rất rất nhiều đó. Và chắc chắn rằng cái hình này là từ cái hình gốc là mình đã đăng một bài rồi, chèn cái khung này vào đấy, chúng ta sẽ gì ạ, đăng được bài nữa, và bao nhiêu cái khung cộng bao nhiêu cái hình nó sẽ nhân lên. Ví dụ như là chúng ta có 50 cái khung, 10 cái hình gốc đúng không, chúng ta sẽ làm ra được 10 cái là 50 là 500 hình đúng không, chúng ta làm được một cái tổ hợp thống kê là 500 hình mà chúng ta có thể đăng 500 bài
nhân lên với 5 nick nữa là chúng ta đang được 2.500 bài với một cái mẫu ngày chúng ta phủ kín một cái vùng luôn, thì chắc chắn rằng sẽ lại đơn là inbox là đương nhiên rồi. Ngày xưa là admin và cùng một team của mình đó là một bạn bèo nhất một tháng bán trên marketplace ấy, là thu từ 10 đến 25 triệu tiền lợi nhuận nhá, là bán sát phạt luôn, bán đủ các loại giá luôn, nhìn là biết đâu là nhà của nhà Fori bán này, đúng không? Là bài bản đấy, đây là bài rất là tuyệt vời nhá, xin chu này. Ok, đấy hình của em hả? Đấy, có học có hơn đúng không? Và chỉ có học mới biết điều này chứ nếu mà không học thì chắc khả năng là khó mà biết được. Ok, đây là nha. Ok, vậy phân tích những cái hình này đúng không? Đấy, hình ok, tiêu đề là thanh lý giảm giá 50%, nhìn là biết rồi đúng không ạ? Rồi là phần ở phía dưới này là phần mô tả khá là rõ nét đúng không? Thì chắc chắn là bạn sẽ bán hàng. Bạn có đơn chưa? Hoàng có đơn chưa Hoàng ơi? Đúng không? Hoàng đúng không ạ? Admin không quan tâm mình như nhóm đấy là của Phượng hay là nhóm của chị Chi Watching nhỉ? Nhóm Watching của ai? Ok. Thế giờ có đơn rồi đúng không? Hôm nay mới có đơn đúng không? Làm như thế này chắc chắn là sẽ có đơn, 100% sẽ có đơn. Admin tin chắc là điều như vậy, không thể nào mà không đơn được. Và ông nào làm ông có đơn thôi, đúng không? Ok, và đây nhá, AI Quest chúng ta đã hình đang rồi thì chúng ta phải gì ạ? Với cái hình mà bị AI Quest đấy, chúng ta sẽ chèn khung. Chèn khung vào đúng không? Và chèn khung rất là đơn giản thôi, chúng ta mở cái Canva lên. Đúng không ạ? Chèn khung vào, chúng ta có khung hoặc chúng ta tự thiết kế khung. Đúng không ạ? Chúng ta chèn khung mở Canva, đúng không ạ? Canva lên, đúng không ạ? Và chúng ta chèn khung hoặc là tạo một cái khung mới cho cái hình này và chúng ta sẽ đăng được. Đấy, chúng ta tự tạo ra những cái khung đẹp cho mình, đơn giản thôi, đúng không? Nó có nền rồi chúng ta để lên là nó tạo ra một cái khung, đúng không ạ? Làm sao có cái khung thật đẹp. Ở trên Fori Center cũng có cái hướng dẫn làm khung đó. Chúng ta có thể làm tự làm khung hả? Các bạn có thể lên trên Fori Center kiếm bài nhé, ở trên kênh YouTube. Còn lại nếu mà làm khung ở trên Canva này này, đơn giản, con bé em của admin ấy, nó học lớp 8 thôi nó cũng làm khung được. Đơn giản là chúng ta tạo một cái nền đúng không ạ? Chúng ta để cái hình lên, đúng không? Đó, và chúng ta có những cái logo này nữa. Bây giờ ví dụ như là làm khung thì lại tốn thời gian của mình. Đây, ví dụ như là cái khung này. Ok, ví dụ như đây là cái khung nhá, tạo thiết kế này, đúng không? Bây giờ bản đại đi. Đấy. Đây là bản thuyết trình này. Chúng ta tạo thiết kế. Đấy, đây là Canva nhé, canva.com, đúng không ạ? Và chúng ta vào chọn kích cỡ tùy chỉnh này, 1080 x 1080 này. Đấy, ví dụ như ảnh như này. Bây giờ ví dụ như ở trên này cả đống mẫu miễn phí này, đúng chưa? Đấy, miễn phí này. Hoặc là chúng ta dùng template bán hàng ở trên này. Đây, ví dụ như ở đây mình có cái hình đại một cái sản phẩm gì đó nhé. Ví dụ như là bán cái nón này đi chẳng hạn. Ok, bán cái nón này, đúng chưa? Sau đó bây giờ mình kiếm một cái khung, đúng không? Mình để khung này lên, đúng không? Khung này, đúng không ạ? Rồi là tải cái nón lên. Tải cái nón lên, xóa cái tiêu đề này đi. Xóa những cái vấn đề này đi. Đây, biện như này. Đấy. Như này, đúng không? Đấy, ở đây bên này có cây nữa. Đấy. Đấy, ví dụ như này. Bây giờ thêm mấy cái logo vào nữa. Ví dụ như chuẩn bị mấy cái logo ở trên Google rất nhiều. Đây, ví dụ có cái logo này nhìn cũng đẹp đẹp để lên trên này. Đúng không ạ? Ok, bây giờ nền đấy, cái nền của nó đúng không? Cái nền của nó là chúng ta bây giờ là chúng ta kiếm cái nền mẫu. Bây giờ chúng ta sẽ kiếm cái nền đỏ. Ok. Ví dụ như này. Đó này to lên tí. Đấy. Ok, xuất file ra chúng ta làm được một cái hình khá đẹp. Tải xuống này, ví dụ nhá. Nhanh không mà có gì đâu. PNG hơi nặng. Chúng ta có thể là ok, đây, xong một cái hình. Thế thôi. Ok chưa? 30 giây có gì đâu khó. Đúng không? Ok không ạ? Đơn giản. Đúng không? Vậy thôi bán tuyệt vời luôn. Ok. Và tiếp theo, đúng không? Và một vấn đề nữa là như thế này. Một cái giá, đúng không? Giá cả thì chúng ta nên để bằng 0. 0 đồng là 1 đồng, đúng không ạ? Để cho người ta inbox. Đúng chưa? Đúng là người ta inbox. Đấy, người ta inbox thì
Nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều. Hình ảnh, tiêu đề là tít, ok rồi. Hình ảnh, một cái vấn đề quan trọng đó là về vị trí target. Vấn đề một là trung tâm thành phố lớn, đấy. Hai là cái huyện. Ba là những cái nơi mà khu đông dân, dân cư, các cái cụm cảng, đúng không ạ? Cụm nhà máy xí nghiệp, đúng không ạ? Các cái huyện mà lớn, đúng không ạ? Các cái quận, huyện này, quận này, đấy. Và target kiểu gì? Chúng ta sẽ ra ngoài cái nick của Facebook ạ, đúng không? Ra ngoài cái nick của Facebook này, đấy. Ra ngoài cái nick của Facebook nha. Ra ngoài luôn đến cái phần mà marketplace này. Phần này chúng ta sẽ đổi thành, ví dụ như này, mình muốn target ngồi đây, đúng không? Chúng ta sẽ target vào, ví dụ như bây giờ sắp đến mùa đông rồi. Đấy, mình sẽ target vào chỗ nào đó, Sapa, đợt năm trước là bán hơi bị nhiều ở Sapa luôn, đúng không ạ? Có một mình một tỉnh bán thôi, đúng không ạ? Chẳng cạnh tranh bố con nào, đúng không ạ? Trung tâm Sapa, mình đã từng lên đây rồi, đúng không ạ? Áp dụng, và trong này xem đối thủ nhá, xem trên này người ta bán cái gì nhiều á, bên này mấy ông cũng bán phụ kiện là điện thoại trên này này, đúng không? Rồi mấy ông bán mấy đồ dân tộc trên này này, đúng không? Ở trên này chưa áo hoodie này, tại sao các ông bán áo hoodie trên này, đúng không? Áo hoodie không có trên này, đúng không? Thấy chưa? Cái cạnh tranh ngang làm gì? Ngồi đây mình cứ thấy mình băm thôi, mình tự tin vào vấn đề của mình nào, mình băm, đúng không? Không có. Mọi người nhìn nhá, miền Nam đã nóng rồi, nhưng mà admin về thành phố Hồ Chí Minh này, Hồ Chí Minh nhá, không cần ở Biên Hòa hay Đồng Nai, Bình Dương cũng được, đúng không ạ? Bình Dương chẳng hạn, tôi gõ Bình Dương. Biên Hòa đi, đúng không? Biên Hòa, ok. Cho lên to tí đi. Đấy, kiếm nhá. Trong khi á, mà cái nơi á, mà ít sản phẩm cạnh tranh ấy, mình không bán đâu, nhưng mà chúng ta cứ mang về những cái nơi mà đông dân, đúng không ạ? Rồi nóng là chúng ta bán, đúng không ạ? Hơi nghịch lý một tí, đúng không ạ? Đấy, ví dụ như ở đây này, chúng ta nhìn thấy target đây, chúng ta thấy đến khi mà áo thời trang đây nó không có những cái sản phẩm mà chúng ta tập trung vào, đúng không ạ? Ví dụ như ở trên đó thì ít cạnh tranh lắm, tại vì người ta không bán ở đó. À, ví dụ như ở đây này, cái này là ở quận 9 này, đúng không? Vừa xong là cái bạn bán ở quận 9, đúng không? Cũng thấy cái mẫu này. Bây giờ bạn bán ở Biên Hòa cũng có cái mẫu này, chứng tỏ là ông này hơi bị ghê đấy, đúng không ạ? Bán chắc chắn ra đơn này luôn á. Nên ra top ở thành phố Hồ Chí Minh quận 6 á. Vừa xong ở quận 6 thế bài, Biên Hòa thế bài tiếp. Đó. Và mấy cái giày này. Ở đây thì một cái điều rất là hay ho, một cái điều mà cực kỳ hay mà khi quá trình làm này, mỗi tỉnh nhá, ở mỗi vị trí sẽ có một cái ưu tiên. Chắc chắn là mấy ông mà học trước đây, cái vấn đề này tôi vẫn chưa nói, đúng không ạ? Sẽ có một cái hạng mục được ưu tiên trong mỗi vị trí. Thực tế ấy, bản thân nên admin nói rằng đấy, cái phần đó mà hạng mục này nó có quan trọng hay không? Tôi nói rằng nó không quan trọng. Tại vì nhá, xíu nữa admin sẽ cho mọi người thấy nhá. Mọi người nhìn này, ở đây là ở Biên Hòa nhá. Đầu tiên là cái lựa chọn hôm nay này, nó sẽ đưa lên là những cái bài mà có nhiều tương tác, ok, có nhiều người quan tâm. Tiếp theo nó sẽ đến cái đồ điện tử. Sau đó là đến chuyện điện thoại này, đúng không? Bây giờ này, ví dụ như ở Biên Hòa này, thế là sự lựa chọn là luôn luôn là như vậy rồi. Đồ điện tử này, điện tử nhá, đồ điện tử này, đồ gia dụng này, điện tử gia dụng này, đấy, nội thất này, điện tử này, gia dụng này, nội thất này. Ok, đây là Biên Hòa. Nhưng mà đối với cái luồng ở thành phố Hồ Chí Minh này, Hồ Chí Minh áp dụng, đúng không? Áp dụng ở Hồ Chí Minh nhá. Các bạn sẽ nhìn thấy này, sự lựa chọn hôm nay chắc chắn rồi. Cái vấn đề đầu tiên nó là vấn đề khác ở Hồ Chí Minh này. Nên tôi nói rằng là cái vấn đề riêng danh mục đó không có ý nghĩa, đúng không ạ? Tôi đang tào lao đúng không ạ? Đúng không ạ? Rồi đến men này, thấy không? Nên ra mấy ông bảo là vấn đề về khi mà các bạn sử dụng tool ấy, các bạn bảo là cái vấn đề đó nó quan trọng quá gì đâu, đúng không? Quan trọng là vấn đề là chúng ta phải hiểu rằng ấy, là nó không có quan trọng gì hết. Đấy, luồng này, đồ cổ và bộ sưu tập này, đúng không? Nó không phải thiết lập cứ như vậy, mà nó sẽ phân luồng để gì ạ? Để làm sao đó phân phối tốt, đúng không ạ? Phân phối tốt đồ cổ này, phân phối tốt đồ cổ, đúng không ạ? Nó sẽ phân phối tốt gì ạ? Nó sẽ phân phối tốt các cái sản phẩm, ví dụ ở Biên Hòa này, đồ điện tử trước này, gia dụng nội thất này, nhưng mà ở thành phố Hồ Chí Minh ấy, nó sẽ phân phối khác, lại khác tiếp. Sau lại bây giờ mới đến cho nữ này, đúng không ạ? Sau đó là đồ sơ sinh trẻ nhỏ này,
nó không có đúng cái danh mục như này đâu, nó không phải là sắp xếp như này, mà nó sẽ ưu tiên hiển thị và cái này nó thay đổi trong ngày. Hay hay một cái là nó sẽ thay đổi trong ngày nhé. À, ngày mai nó lại được cháo đổi lại. Thì ông nào mà biết cái bí quyết này á, đúng không, ông nào biết bí quyết này nhá, ông cứ ngày hôm nay á, ông bán áo thun hay bán áo giày dép gì ấy, tôi không biết, mà ông cứ để lung tung, ông để lung tung hạng mục, đứng để đúng hạng mục, ai cũng suy nghĩ như ông ấy. Và vừa sau em đi nói là phân tích insight là tại vì sao á, vì ai cũng nghĩ là sao ạ, bán áo, tôi không bán áo mà tôi bán để vào bán vào danh mục, ví dụ như là ở đây là có hạng mục bếp chẳng hạn, gia dụng chẳng hạn, có lẽ hai cái hạng mục này không có nữ quan sát. Có khi nào mà các bạn vào trong cái hàng ví dụ như vào chợ chẳng hạn, bạn không có nhu cầu mua thời trang nhưng mà bạn vô tình đi ngang qua hàng thời trang, trong cái quá trình mà đi đến cái hàng thịt chẳng hạn, thấy cái đồ đẹp quá mình mua, rõ ràng là mình đi đến hàng thịt nhưng mà mình lại mua thời trang, có bao giờ bạn cảm thấy như vậy không ạ? Đó là lý do tại sao mà em đi nói rằng đấy, cái hạng mục đúng không ạ? Nó không quan trọng gì hết, thật sự luôn, tôi để lao lung tung hết à, nó cũng vẫn đơn là nó ra đơn tại vì nó cháo đổi. Và bây giờ hiện tại thì AI của Facebook ấy, nó tự sắp xếp luôn, AI của Facebook nó tự sắp xếp các hạng mục này luôn để nó làm sao đấy để cho gì ạ, cho nó phân phối đều hết đấy. Và các bạn có thể nhìn thấy rằng ở những cái ngách này đúng không, rất là ít người bán hàng ở trong Fori đúng không, và nó được cháo đổi theo thời gian liên tục, nó liên tục theo thời gian. Như bạn này đăng cái bài này nó chỉ là đầm nữ thôi, cái tiêu đề này sai rồi, tiêu đề này không có sự thú, em đi nó khẳng định luôn đúng không, hãy đặt lại cái tiêu đề đấy. Ví dụ ở đây cái áo hoodie này đúng không, chú lại mang ở đây, tại sao mà bán hàng không có target ở trong những cái tỉnh ở phía Bắc chẳng hạn, đúng không, nó đang lạnh mà chúng ta bán ở chỗ đó, nó sẽ ra đơn đấy. Cái ông này lại lên nữa, Hồ Chí Minh này đúng không, ông này quận 6 này, ông này hơi bị gắt luôn, ông này chắc chắn rằng là có nghiên cứu đấy. Cái này thì hàng nhà mình không biết là ông nào đây, không biết có ở trong đây không ạ, Trần Trinh này đó, target đúng đấy đấy, ok. Và cái vị trí này là vị trí vô cùng quan trọng trong cái quá trình mà kinh doanh nhá. Chúng ta có thể target ngồi đây, target vào ở đâu, Bắc Giang chẳng hạn, Bắc Giang mà đang có dịch đúng không, target vào Hạ Long đi, Hạ Long chẳng hạn, Hạ Long thành phố này, xem ở đây á, xem ở đây là người ta đang chuộng cái gì, đang có nhiều cái gì, đang được ưu tiên hiển thị cái gì. Ví dụ như ở đây này, đang ưu tiên hiển thị à, đâu đâu cũng là iPhone điện thoại hết đúng không. Bây giờ chúng ta sẽ target vào những cái mà mình có, nó là ưu thế đúng không. Ví dụ bán hoodie ở trong khu vực đúng không, điện tử cũng được, chẳng có vấn đề gì, em mình đặt điện tử không đúng không, tôi đặt thiết bị luôn đấy đúng không, không có quan trọng đặt ở đâu cũng được, tại vì nó thay đổi theo ngày đúng không. Còn ông nào không tin ấy, thì cứ chiêm nghiệm đi, mình không nói nhiều đấy. Ông này đúng không, ông này ra tới Hạ Long luôn, trang này là một thằng cực kỳ gắt luôn, nó target toàn bộ thành phố Việt Nam luôn, target tất cả thành phố lớn ở Việt Nam. Các bạn học ông này nhá, đúng không, chúng ta đôi lúc mà đi nghiên cứu đối thủ về thị trường ấy, mình biết là những ông khá là hay đúng không, Biên Hòa cũng thấy, Thành phố Hồ Chí Minh cũng thấy, Hạ Long cũng thấy này, Quảng Ninh cũng thấy này, gắt đấy đúng không ạ. Và hãy làm như ông này đúng không ạ, target giải ra và chỉ cần một bài lên thôi á là kinh khủng khiếp luôn, kinh khủng khiếp về đơn luôn. Và market đây là một trong những cái kênh mà rất là tuyệt vời. Và chỗ này chúng ta đừng có lo là chúng ta thiếu khách, chúng ta chỉ lo là chúng ta không đăng bài thôi đấy. Và đây là những cái bí mật đúng không, gần như là cái bí mật trong cái quá trình mà làm marketing đối với ở trên cái kênh marketplace này. Và kênh marketplace là kênh cực kỳ hay, cực kỳ đỉnh cao đúng không, và chúng ta tạo hành nên biết đúng không, chúng ta bán hàng cái tiêu đề thật tiếp vào, ví dụ như là Biên Hòa vào nhé, hàng lớn 100 hoặc là 10 áo đúng không ạ, và kho một hàng mới này, một hàng mới đúng không ạ, giá để không đúng không ạ, hạng mục ở đây này chúng ta để lung tung cũng được, không cần thiết đúng không ạ, trò chơi điện tử cũng được đúng không ạ, vườn thiết bị cũng được đấy. Mô tả thì chúng ta rồi một cái phần là phần mô tả này, mô tả thì chúng ta như này, nó sẽ trải qua những cái này. Một đấy là chúng ta giới thiệu ngắn gọn
về sản phẩm, tầm hai dòng thôi là được rồi. Nhá, sản phẩm là loại gì, chất liệu gì, ra làm sao. Hai là bây giờ ông có cam kết bảo hành, bảo hành thì cho phép khách hay không, có ưu đãi gì không. Đúng không? Sau đó là để lại số điện thoại, địa chỉ để tăng độ chốt. Sau đó là cái hashtag này, thẻ tag, đúng không? Thẻ tag về sản phẩm, thời trang hay gì đó. Đây là 1, 2, 3, 4, 5 vấn đề. Đó. Cam kết gì, đúng không? Ưu đãi gì, đúng không? Hay là có một đặc trưng gì không? Có là khác biệt gì không? Có khác biệt gì không? Hàng cao cấp, hàng chất lượng, hàng gì khác biệt với đối thủ của mình không? Gần vậy thôi. Ngắn gọn, xúc tích, làm cho người khác cảm thấy uy tín. Các bạn ví dụ như này. À, mình đăng vào nhé. Mình 5 đến 7 dòng thôi, tại vì người ta lướt Facebook mà người ta sẽ không quan tâm những vấn đề này nhiều đâu. Đây, ví dụ như là chúng ta vào trong đại một cái vấn đề nào, đây chỉ là vải thôi, vào cái bộ áo quần gì đấy đi cho nó dễ nhìn, ví dụ áo này, miễn phí áo quần trẻ em này, đấy, ví dụ như là bạn này bán này, đúng không? Đấy, cái content như vậy là khá là ổn này, nhưng mà tiêu đề này sai rồi, tiêu đề này thì không ok lắm, ở hình ảnh thì nó khá là mờ, vỡ nét, đúng không? Nó vỡ nét, nhưng mà ở trên điện thoại thì nó cũng khá ổn đấy. Đấy, thì đây hình ảnh đây thì nó không nổi bật, đã hình màu xanh và lại ở trên cái nền tối nữa, nhìn nó kiểu gì ấy, đúng không? Và đây cái tiêu đề như này thì sai, tiêu đề rồi là cái mô tả này thì không nên làm như vậy, nó sai, nó không đăng được, có nghĩa là không có hiệu quả, bán hàng trên này không hiệu quả thì cứ làm như vậy thì ok, em cũng bán rồi, em cũng đăng rất là nhiều nhưng mà em vẫn không có đơn. Lý do tại sao? Tại vì chúng ta chẳng hiểu gì về marketing ấy, đúng không? Chúng ta chẳng hiểu về vấn đề là gì là trong cái quá trình mình đăng bài hết. Đấy, và chúng ta không hiểu gì thì chúng ta sẽ gì ạ, chúng ta sẽ không không bao giờ đơn được hết. Và ở trong Fori, đúng không ạ, ở trong Fori admin có cái một cái bộ tài nguyên, đúng không ạ, một cái bộ tài liệu đối với mà khi mà anh em làm này thì rất là tốt này. Một là bộ tài nguyên đối với new UI trong Fori Center, các bạn sẽ có nhận được á, là một cái bộ content khi đăng bài trên marketplace và fanpage. Các bộ content như thế này thì admin đã soạn sẵn theo vấn đề về thời trang này, áo thun này, áo crop top, váy đó, rồi cả hoodie, những cái như thế này để mình biến thể ra, rồi là vấn đề content về túi sách hay là phụ kiện điện thoại, những cái ngách mà nó đang cực kỳ nhiều đơn, lúc nào nhiều đơn hết. Và đây là những cái bạn mốt và admin tập trung, đúng không ạ, từ những cái bài mà được nhiều đơn, nhiều khách ấy. Ở phần này nó thêm là số điện thoại, địa chỉ nữa thôi. Đó. Rồi là trong cái bộ tài nguyên này đó, nó sẽ còn có như thế nào, nó còn có cái về hình ảnh. Bộ tài nguyên về hình ảnh thì các bạn sẽ nhận được 45 cái khung ảnh để mình chèn, và vừa xong bạn mà vừa xong là hình của em đó, đúng không, hình của em thì đây là những cái khung ảnh, đúng không ạ, đấy khung ảnh này mà để chúng ta có thể làm, đúng không ạ, khung ảnh để chúng ta có thể làm, viết một hình ảnh chúng ta có thể đăng vào đây để chúng ta tạo ra những cái hình ảnh mới. Và chắc chắn là chúng ta phải đưa vào Canva, xong rồi chúng ta sẽ chèn thêm, đúng không ạ, chèn thêm những cái logo và tạo ra sự khác biệt, giống như là admin vừa xong mới làm đó, một cái ảnh mà vừa xong admin mới làm nhanh chóng thôi, đúng không, có cái khung này rồi là nhanh chóng. Đây là thực tế ở trên Canva luôn làm được, ở đây là có khung sẵn là chúng ta chèn đấy. Ngoài ra cái bộ tài nguyên hình ảnh này ấy, thì là trong cái ngách thời trang admin sẽ soạn hết tất cả. Bình thường ở trong ngách thời trang ấy là chúng ta phải là từng link như này, đúng không ạ, từng link như này thì rất là khó chịu và chúng ta phải đào được khá là lâu. Còn ở trong đây ấy, mình sẽ soạn sẵn luôn, đúng không ạ, soạn sẵn về cái link hình ảnh, ví dụ như là thời trang hot trend gắn khá là tốt này, gom hết tất cả file hình về đây một phát, chúng ta chỉ cần bấm vào đây tải về thôi, làm phát thôi, tải về hết rồi chúng tập trung vào bán thôi. Ví dụ như ở trong trong đây chẳng hạn, đấy story này và thời trang cao cấp này, tải một phát về thôi, ví dụ thời trang hot trend này, thời trang cao cấp là tải về một cái, đúng không? Thì đây nó về hết luôn một file này, chúng ta có thể vào chúng ta lại xem hình ảnh khá đẹp, đúng không, rất đẹp đấy, tải về hết luôn, chúng ta cứ thế nào đăng thôi, đăng thoải mái, đẹp ra, đúng không? Về đấy về thời trang, về phụ kiện điện thoại, nếu mà xin thì mình cũng gom được cái sản phẩm mà nó có sự khác biệt luôn đấy, có sự khác biệt luôn. Rồi là Rồi là ngoài ra nó còn nữa, đúng không? Ngoài ra là ở trong cái bộ tài nguyên này á,
còn có phần đăng hướng dẫn đăng bài trên Facebook, hướng dẫn về Facebook marketing này. Đấy, về marketing cần chú ý vấn đề gì, về Instagram, về Facebook cá nhân, rồi là hướng dẫn đăng ở trong Shopee, ebook về Shopee, rất là hay, được các bạn mốt các bạn admin soạn ở trong này, cứ làm theo thôi là ok luôn, nó chuẩn SEO luôn đấy. Đấy, rồi là có một cái khá là hay, một cái vừa xong mình nói rằng đây là có một cái ở trong phần tài nguyên cho phát trình này, nó có 150 group đúng không, rồi là group kéo like, mình đưa cái link của mình vào đây mình kéo like để tương tác ở trên fanpage. Có những cái kéo like này thì như là cái fanpage đúng không ạ, the after này, after của bạn Bảo, cái fanpage này ever after đây. Đây là hoàn toàn kéo like bằng các cái kênh đó đúng không ạ? Hơn gần 600 follow theo dõi này. Đấy, kéo một bài đăng ở trong này là cực kỳ nhiều inbox, cả rất là nhiều người like luôn á. Đấy, 13 người like này, 18 người like này, 22 người like này, 34 người like này, một bài tương tác rất là cao. Đây là một cái fanpage hoàn toàn không chạy quảng cáo hết. Chưa chạy bất tí tư cái quảng cáo hết nha. Đấy, hơn 600 thì cái link về cái link mà chia sẻ hình ảnh đó khá là hay nha, cái link mà chia sẻ hình ảnh đây đó. Ngoài ra là có một cái ebook mà chiều nay thì mới soạn, đó là nghệ thuật chốt đơn đỉnh cao cũng được để ở trong này đúng không ạ. Và trong cái vấn đề về nghệ thuật chốt đơn này, mọi người sẽ hình dung là bây giờ là đây là cách đơn giản mà admin cùng đội ngũ đúng không ạ, đã chốt hàng nghìn đơn hàng trong này, sẽ nói một cách ngắn gọn nhất có thể vấn đề về chốt đơn. Và thực tế chốt đơn là mình chốt được ngay lập tức luôn á, tăng tỷ lệ chốt sale của mình lên. Và phần cuối cùng này á, phần chốt đơn này chúng ta phải tăng tỷ lệ cái cảm xúc của khách hàng lên đúng không ạ. Và trong đây nó rất là ngắn bằng hai trang này thôi, nhưng mà đây là admin cùng đội nhóm đã chốt hàng nghìn đơn bằng cái cách này. Và ngày hôm nay thì đây là đầu tiên mình viết ra cái ebook này, ok. Và với cái chọn bộ cái tài nguyên này đúng không ạ, tài nguyên dành cho Dubai này thì được tặng kèm khi mà các bạn một cái khóa học ở trên kinh doanh online z.com nữa, về vấn đề về dropship thực chiến ở trên kinh doanh online z.com, về dropshipping thực chiến. Đấy, trên này còn có khóa học bí mật cho Seltop này, đây dropshipping thực chiến đúng không ạ. Và tặng kèm thêm một cái khóa học này nữa, anh em mình sẽ học về cái tư duy chiến lược nhân bản các thứ ở trên này đúng không ạ. Hoặc là mọi người sẽ học cái khóa về marketplace công nghiệp. Marketplace công nghiệp đúng không ạ? Marketplace công nghiệp nữa. Thì để nhân bản cái vấn đề về tư duy về vấn đề marketplace này lên, các bạn có thể là chọn lựa chọn một trong hai, một là quá trình thực chiến, hai là marketplace công nghiệp đúng không ạ? Admin sẽ kèm cho bạn cái bộ content này chỉ đối với các bạn nào mà trong buổi Zoom này đúng không ạ? Và trị giá của nó là 699k, cực kỳ hấp dẫn luôn đúng không ạ? Cực kỳ sốc, cực kỳ rẻ luôn. Đấy. Còn bình thường các bạn sẽ gì ạ? Sẽ chỉ nhận được cái bộ content này thôi. Đấy. Khi mà các bạn mua bộ content này ở trên bán hàng.forycenter.com á. Và bán hàng.forycenter.com thì admin cũng để bộ tài nguyên này rồi. Thì anh em mà muốn đăng ký mua bộ tài nguyên này đúng không ạ? Bộ tài nguyên thực chiến này. Đây, thì trong này nó sẽ chứa tất cả những cái vấn đề mà admin muốn nói này. Đây. Trên này nhá, 699k đúng không ạ. Và ở trong này anh em nào muốn sở hữu không ạ, em muốn sở hữu cái vấn đề này không ạ, sở hữu cái bộ content này chúng ta làm thôi, tập trung là đấy thì ok. Các bạn muốn sở hữu và cảm thấy tính ứng dụng của nó thì chúng ta có thể đăng ký. Và một cái vấn đề cuối cùng là ở cái vấn đề về tư duy nhân bản, vấn đề marketplace này, thực tế là cái marketplace này là một trong những kênh vô cùng hiệu quả. Thì admin cùng đội dev của mình đúng không ạ, đội dev của mình có dev một phần mềm có tên là Auto Marketplace. Và trong cái phần mềm Auto Marketplace này á, là sẽ nó tự động đăng đúng không ạ, nó sẽ tự động đăng bài lên trên kênh của mình. Nếu như mà các bạn làm sau khi mà làm tập trung rồi á, làm hiệu quả rồi đó đúng không, thì chúng ta sẽ có thể là trang bị thêm cái phần mềm đúng không ạ, trang bị thêm cái phần mềm Auto Marketplace để chúng ta có thể đăng bài lên trên kênh này nữa. Được không ạ? Cái kênh Auto Marketplace này thì mình có thể là mình lấy ở trên là Forex Software,
Trong cái buổi buổi học này thì chắc khả năng này mình sẽ không giới thiệu sâu về vấn đề về cái con tool này được. Con tool này là một con tool rất khủng khiếp nha. Đấy, Auto Market Play. Và hiện tại thì bây giờ nó đang là cái bản, nó đang là bản tối ưu rồi. Đó là bản tối ưu nhất, giao diện mới nhất, đúng không ạ? Bản tối ưu. Đấy. Và nó sẽ tự động đăng tải bài lên cho mình trên Market Play. Auto Market Play. Ở đây thì chỉ có bản 2.4 thôi, bản chấm 6 đúng không ạ? Bản rất là nhiều bản đã được dev ra rồi. Đây là mình không có để cái máy này thì sau cái máy bộ dung này ấy, thì không có để cái key bật rồi. Ok, và đây là cái phần mềm đúng không ạ? Và chúng ta có thể đăng hàng nghìn bài lên trên Marketplace bằng cái con tool này. Đấy, tối ưu cái thời gian của mình, tối ưu cái thời gian đăng tải và thời gian chia sẻ của mình ấy, thì bạn có thể lên tham khảo ở Forex Software. Và khả năng ở trong bài hôm sau thì mình sẽ có một cái room riêng dành cho cái con này, con tool này. Nó tự động đăng bài lên trên cái Marketplace của mình, cách tự động hóa và những cái vấn đề mà cần chú ý nếu như bạn sử dụng tool. Tuy nhiên rằng đối với cái tay bằng đăng bằng tay thôi, các bạn đăng bằng tay thôi thì các cái vấn đề chú ý và tập trung vào những vấn đề đấy thì nó thực sự là khủng khiếp. Đấy, ok. Và các bạn có thể sử dụng thử nhé cái con tool này trên forresource.com. Đấy thì đấy là cái những cái mà chúng ta cần chú ý trong buổi học, trong buổi học này. Ok, và buổi học đến đây là kết thúc phần nội dung, đúng không ạ? Chúng ta có thể là nghe, đúng không ạ? Bạn có cái câu hỏi gì chúng ta có muốn hỏi không ạ? Hoặc là chúng ta sẽ nghe những cái chia sẻ của các bạn ở trong đây. Hôm nay ai muốn lên chia sẻ không? Đúng không ạ? Ai có đơn là muốn lên chia sẻ các bạn với team không ạ? Thì cái phần đúng không ạ, các cái phần market play là một trong những phần quan trọng, các vấn đề về tiêu đề, các vấn đề về khung đúng không ạ, khung ảnh, các vấn đề đấy thì là những cái mà chúng ta cần phải xác định đấy, đúng không ạ? Ok anh em mình, ok Phượng có lên chia sẻ đâu Phượng ơi? Phượng là một trong những người ứng dụng market play cực kỳ thành công ở trong Forex. Đúng rồi, nói chung là nhiều nơi đúng không ạ, trong đấy thì nơi nào mình cũng đăng được. Tuy nhiên rằng mình đăng nhiều á thì nó sẽ bị trùng cái hình, mà muốn lách cái hình đó thì chúng ta phải chuẩn bị 100 cái ảnh, mà muốn chụp 100 cái ảnh thì đấy là điều hơi bất khả thi, thì chúng ta sẽ chèn cái khung vào, đúng không ạ? Anh em nào mà muốn sở hữu cái bộ tài nguyên này ấy, thì liên hệ admin, đúng không ạ? Rồi này mình sẽ nếu mà muốn mua cái bộ tài nguyên này ấy, thì liên hệ admin nhá, hoặc là liên hệ các bạn mốt ở trong đó, tất cả các bạn đấy đều được trang bị, đúng không ạ? Thì nó sẽ làm cho mình nhanh hơn. Ví dụ như chúng ta có 10 cái hình gốc, thêm 10 cái khung ảnh nữa, hoặc là thêm 50 cái khung ảnh nữa, thì chúng ta sẽ nhân bản lên từ 10 cái hình gốc đó, sẽ làm được 500 cái hình khác nhau, đúng không? Sau chúng ta sẽ đăng 500 bài, đăng xong rồi chúng ta sẽ xóa đi đăng lại, xóa đi đăng lại, xóa đi đăng lại. Nhưng mà chúng ta đăng một hình, một sản phẩm đấy thì nó chán thì chúng ta có thể chuẩn bị 5 cái sản phẩm, đúng không? Ví dụ như cái cáp này, các bạn để ý nhìn cái ông đồng hồ vừa xong mà admin có review ấy, ông đó là biết cách làm ấy, đúng không? Ở miền Nam thấy miền Bắc cũng có. Đấy, một ngày thì chúng ta đang market đây khoảng tầm 20 đến 30 bài là ok nhá, một ngày đang từ 20 đến 30 bài là ok đó. Và đang 20 30 bài chúng ta sở hữu khoảng tầm 3 nick để chúng ta đang là đều ổn định luôn á. Và chỉ cần một bài lên top, nếu bạn muốn học cái cách mà sell top marketplace ấy, thì em có một khóa học ở trên kinhdoanhonline.com về sell top marketplace. Ở trong đó sẽ hướng dẫn mọi người cái cách target kỹ hơn, sâu hơn nữa, rồi là vấn đề về sell, trong vấn đề về sell, và chúng ta sẽ tìm kiếm được cái vị trí nào mà có nhu cầu cao, cộng với là những cái liên quan khác, cập nhật update, bạn làm nhiều thì nó sẽ ra luôn, đúng không? Trong hai vòng tay que đó. Và trong vấn đề về làm dropship này ấy, thì cái vấn đề ôm hàng ấy là không cần thiết, cần thiết là chúng ta học cách bán hàng. Và đây là một cái vấn đề về marketplace để chúng ta cảm thấy rằng là có nhiều thứ để học, đúng chưa? Bạn cảm thấy là ở mỗi cái marketplace thôi mà ông admin ông vẽ ra quá trời thứ không ạ?
Đấy, một cái này làm tốt thôi là đủ quá trời đơn rồi. Tôi chưa nói đến vấn đề module về Shopee, Shopee còn nhiều thứ nữa. Đúng không ạ? Do vậy Shopee ấy, có những khóa học lên đến 4-50 triệu là như thế. Người ta chỉ dẫn từng tí một. Trong marketplace chúng ta cần chú ý như thế đấy. Và có học thì chắc chắn là chúng ta sẽ làm tốt hơn. Đó. Làm tốt hơn thì chắc chắn là kết quả sẽ tốt hơn. Thì trong buổi học hôm trước tôi nói rồi là đối thủ thì nhiều, đúng không ạ? Nhưng mà người chất ấy, thì ít lắm. Toàn làm tự làm thôi, đúng không ạ? Tự làm đâu có hiểu gì đâu. Tôi chắc chắn khẳng định là khi mà chúng ta không tập trung, chúng ta không hiểu gì nhiều đâu. Chúng ta không hiểu nhiều thì chúng ta sẽ không thể nào, đúng không ạ? Không thể nào mà làm tốt hơn được. Và buộc chúng ta cần phải tạo sự khác biệt, đúng không ạ? Sự tạo sự khác biệt. Ở trong Fori thì có nhiều team để nhận được giá tốt, đúng không ạ? Khi mà bạn là sở hữu bộ tài nguyên này á, đúng không ạ? Bạn sẽ được tham gia vào quá trình team. Quá trình team thì có một cái giá tốt hơn, giá mềm hơn so với giá dropship trên ngách như là phụ kiện điện thoại, như là thời trang, đúng không ạ? Như là visa, có cái ngách, có cái giá quá trình cho mình khởi nghiệp toàn những ngách hot. Còn nếu mà bạn vào trong team VIP của Fori ấy, thì liên hệ admin để tìm hiểu thêm. Đúng không? Ở trong đấy thì có cái giá gọi là giá VIP member đó. Giá VIP member thì còn tốt hơn nữa, và các bạn được học chuyên sâu hơn nữa ở vấn đề này. Vấn đề này trong VIP member là một trong những module mà phải bắt buộc học. Trong đó là mình có một cái module về Shopee và các cái module về xây dựng hệ thống kênh. Nên nhớ rằng á, vấn đề bán lẻ là vấn đề của mình. Ngoài việc mà chúng ta bán lẻ thì chúng ta có thể tuyển một đội nhóm riêng cho mình, chia lợi ích cho họ. Và chúng ta phải là làm chủ cuộc chơi đó, và làm kinh doanh là chúng ta buộc phải làm chủ cuộc chơi, đúng không ạ? Làm chủ cuộc chơi thì gì ạ? Thì chúng ta mới nhân bản được. Tư duy nhân bản này không những là nhân bản hệ thống kênh, mà nhân bản con người với con người, nhớ nhá. Ví dụ như là chúng ta lựa chọn ra, chỉ cần các ông luôn luôn nói rằng là sản phẩm ít quá, đối với admin chỉ cần thế thôi, không cần nhiều, quan trọng chúng ta làm để làm sao bán được nhiều, đó là vấn đề. Đúng không? Coca-Cola nó chỉ có một chai nước ngọt thôi, nó bán cho cả thế giới, chứ đâu phải là 1.000 chai nước ngọt để bán cả thế giới đâu, không bao giờ bán được. Chúng ta mà càng nhiều sản phẩm thì chúng ta không bao giờ làm tốt tất cả những cái vấn đề đấy được, rõ ràng, đúng không? iPhone nó là cái vấn đề về sản phẩm thôi, nhưng mà cái vấn đề của thằng iPhone nó gì ạ? Nó là thằng iOS, nó là hệ điều hành iOS, nó tạo ra đế chế của iPhone, MacBook, ok chưa ạ? Và nó chỉ cần một hệ điều hành ấy thôi, nó làm cả đời rồi, làm cả trở thành công ty tỷ đô rồi. Nên chúng ta cứ nghĩ rằng là chúng ta cần nhiều sản phẩm để bán tốt hơn, cần quá thì admin nói thật sự luôn là trong Fori có một bạn gọi tên Tùng ấy, đó, bán cái áo hoodie mà có hình con mèo ấy, đấy, hình con chó ấy, hình con mèo ấy, là rơi vào khoảng tầm hơn 300 áo thật sự trong mùa năm trước ấy. Mùa năm trước là từ giờ đến, từ bắt đầu quen bạn đó là từ khoảng tầm tháng 8 đến lúc Tết là 3 tháng rồi, 3-4 tháng thì bạn bán là bán hơn gần 400 áo, 370 mấy áo. Lợi nhuận admin để lại cho bạn đấy có khoảng tầm 80.000, 70.000 một áo thôi. Bạn ấy bán 250.000 chạy quảng cáo này, mũi nhọn về marketplace này, bán hơn 400, gần 400 áo trong cái mùa Tết năm ngoái. Nên admin có cái hình ảnh về cái video mà cái hình ảnh của cái áo nó nhập về rất là nhiều á, khủng khiếp luôn, đúng không ạ? Nên chúng ta cứ nghĩ rằng là chúng ta bán nhiều thì sẽ tốt, không, chúng ta hãy làm tốt lên bởi một cái. Còn chúng ta có thể học landing page này, chúng ta có thể học làm với website này để bán đúng một cái sản phẩm đấy thôi, và kiếm khách hàng chỉ bán một cái sản phẩm đó. Đó là tư duy của affiliate. Các bạn làm affiliate chưa? Trên cái link site của nó về affiliate chỉ có một cái sản phẩm về thực phẩm chức năng đấy thôi, nó không phải là làm nhiều giống như accessory là làm brand. Tức là affiliate liên quan đến cái link, liên quan đến link của web chủ, và nó là cái link thứ cấp để xác định người đấy có mua hay không. Nó đấu API với hai web với nhau vậy. Còn lại đối với thằng AdFlex ấy, đúng không ạ? Nó chỉ cần một sản phẩm thôi, và cái cộng tác viên của nó chỉ bán một sản phẩm thôi, chứ không cần bán nhiều, đúng không? Và quá trình mà mình làm nhân bản lên á, hướng dẫn ông một tút này, chọn ra khoảng tầm 10 cái sản phẩm tốt nhất, ông tạo cho em đi một cái fanpage, đấy, một cái Shopee đăng mấy cái sản phẩm tào lao cũng được, nhưng mà 10 sản phẩm là chiến lược. Sau đó tạo cho em đi một cái landing page, website hoặc landing page, đúng không ạ? Đó, ok. Rồi là gì ạ?
tập trung vào tuyển cộng tác viên bán hàng đó cho mình. Đó, tập trung vào đó để bán hàng, đúng không ạ? Tập trung vào bán cái sản phẩm đấy cho mình. Đúng chưa? Và tăng cái độ volume lên và xoáy mạnh vào cách bán hàng cho những sản phẩm đó ở nhiều kênh hơn, ở nhiều vấn đề hơn, nhiều cách bán hàng hơn, nhiều chế độ hơn. Chắc chắn rằng bạn sẽ bán được nhiều đơn hơn rất nhiều so với việc mà chúng ta quảng bá lan man. Em mình đúng không ạ? Ok. Ok, Thắng có lên online không? Thắng có lên chia sẻ gì không? Thắng lên chia sẻ đâu Thắng ơi? Ok. Ok, mọi người cảm thấy buổi học hôm nay thú vị không ạ? Hay bạn ứng dụng không ạ? Và mô đun này mô đun ứng dụng trực tiếp ạ. Tuyệt vời không ạ? Tuyệt vời thì là comment một cái chỗ khí thế nào. Comment một cái chỗ khí thế nhiệt tình nào. Trời ơi. Đấy. Và có nhiều thứ lắm. Ở trong đây, quan bản là chúng ta hãy đầu tư vào tri thức, đầu tư vào bản thân mình. Đầu tư vào cái đầu ạ. Đúng không ạ? Nó sẽ tạo ra tiền. Chứ không phải ôm hàng đâu. Tôi không bao giờ nói là ôm hàng thật sự luôn. Do vậy tôi mới nghèo. Chứ nếu mà tôi trở thành ông admin mà bắt ôm hàng ấy, với cộng đồng nhiều như thế này ấy, giàu lâu rồi thật sự. Nhưng mà bản thân mà anh em mình làm được, em mình có một cái nghề, đây là cái nghề marketing đó, thì sau khi mọi người tin tưởng, mọi người làm được á, tập trung được á, thì lúc ấy mọi người ra một quyết định là mở shop hay là ôm hàng về để chúng ta tự chủ trong vấn đề làm đầu ra đầu vào luôn, thì đó mới là cái vấn đề chính thức. Chứ còn nếu mà chỉ tập trung gọi xong ôm hàng đấy rồi á, phải trả giá rất là đắt, rồi là chúng ta sẽ mất lòng tin vào trong kinh doanh, nên hình ra là tôi sẽ nghèo bền vững cùng anh em mình. Thật sự là nếu như mà tôi làm và tư duy mà theo hướng mà bắt ôm hàng thì khá rồi. Còn lại và vấn đề học này, ông có thể học có thể không, ông học lỏm ông học mót thì cũng thành tài được đó. Ông thích thì ông có thể học các cái khóa học ở trong này để nâng cấp. Còn không thì ông cứ làm từ từ ông cũng sẽ thành công thôi. Đấy, thì ở trong đây thì chia sẻ với nhau là như thế, rõ ràng với nhau là như vậy. Tất cả những cái buổi chia sẻ này, những cái buổi kiến thức ở trong đây có thể là còn gì ạ? Còn lên là còn có thể có những cái kiến thức mà trong các cái khóa học nó còn thiếu nữa cơ. Đúng không ạ? Nên anh em mình học được tập trung là ok, thành công. Ok, Thắng bắt đầu chia sẻ nhé. Okay. Ok, chào mọi người nhá. Rồi, chúc mọi người một cuối tuần vui vẻ. Thì nãy giờ admin chia sẻ rất là tuyệt vời đúng không? Chia sẻ tất cả những cái kiến thức mà cơ bản nhất về một cái kênh rất là tiềm năng theo mà thằng đánh giá. Đúng không? Đó, kênh Marketplace. Tại vì cơ bản mà khi mà Foreign mới bắt đầu á, thì cái kênh mà được nhiều đơn nhất thì bị bật mấy cho các bạn luôn, đó là không phải là Shopee, không phải là Facebook cá nhân, không phải là chợ tốt, không phải là Lazada, mà chính là Marketplace. Một điều cực kỳ luôn, một điều rất là tuyệt vời luôn là cái kênh Marketplace. Mình phải nhìn nhận một cái vấn đề là có rất là nhiều người đang, hồi trước á, người ta coi thường nó. Và có một cái thời điểm mà người ta có một cái tư tưởng là ừ, bột drop là phải drop cái Shopee. Đó, hồi xưa nói một cái team mà liên quan đến của KT City luôn đó, đó là team của Live Việt Nam đó. Luôn luôn hướng tới người ta làm dropshipping với Shopee, phải làm Shopee nó mới có đơn, đúng không? Rồi làm Shopee xong kéo ngoại sàn về Shopee. Đó là bị cái tư tưởng đó, là một cái thời gian mà cả cái nhóm đó, là hồi đó mà cái cộng đồng dropship nó đâu có lớn đâu, nó có vài vài nghìn viên, mà KT City nó có một cái sức hút cực kỳ là ok, cực kỳ là mạnh mẽ, và nó tạo ra cái gọi là cái ám thị trong cái suy nghĩ của người ta là cái Shopee nó là Shopee the best, đúng không? Nhưng mà không phải vì điều đó, tại vì chúng ta mà muốn mà làm một cái kênh đó thì người ta bảo là kinh doanh, mà kinh doanh phải làm cho tối giản hết mọi việc và nên tập trung vào những cái kênh dễ ra đơn trước. Đó, và cái kênh Marketplace là một kênh mà người ta thường coi thường, nhưng mà Foreign Center đi cùng nó 2 năm nay và chưa lúc nào mà Foreign Center không sử dụng nó. Và luôn luôn mà muốn mọi người là hướng tới nó, tại vì nó dễ ra đơn mà. Tại vì dễ ra đơn thì chúng ta làm thôi, trước khi mà nó không còn ngon nữa thì chúng ta làm. Hồi xưa còn một cái kênh nữa là GetIt, nhưng mà cái kênh nó bị đóng từ ngày 26/4 rồi. Đó, 26/4/2020 thì nó là đóng vào cái thời điểm đó rồi. Thì lúc đó là chúng tôi chuyển Foreign Center, là chuyển dịch qua bên Marketplace, qua chợ tốt. Những cái kênh mà rất là dễ ra đơn đó, chúng ta nhìn nhận một điều là dễ ra thì chúng ta bán cho nó đi.
và bán ở trên Marketplace, nó có một cái rất là hay, không cần tốn quá nhiều thời gian, đúng không? Các bạn mà làm Shopee là các bạn là riêng cái phần mà tạo shop và thiết lập shop là các bạn mất khoảng 1-2 tiếng để tối ưu đó. Mà với một người mà chuyên, còn đối với Marketplace chúng ta chỉ cần một cái nick Facebook và đăng rất là dễ dàng luôn, có là đăng và đăng chỉ mất khoảng tầm 1 cho đến 3 phút trên một bài, nếu mà chậm 53 phút trên một bài. Và đây là một kênh cực kỳ tiềm năng ở trong giai đoạn này, đúng không? Nó là tiềm năng từ trong những giai đoạn trước rồi, nhưng mà trong thời điểm này nó còn tiềm năng hơn, tại vì nó có rất là nhiều cái để bổ trợ nó, ví dụ như tool auto marketplace, một cách mà giúp cho chúng ta giảm thiểu được cái thời gian đăng bài, đúng không? Và cái này ở Forex Center hoàn toàn có thể phân phối độc quyền cho các bạn, đúng không? Và chúng ta chỉ cần đầu tư thôi, và kinh doanh mà không đầu tư thì rất là khó, đúng không? Đó là cái vấn đề mà hôm nay mình chia sẻ rất nhiều, và những cái kiến thức này mình chia sẻ thực tế là những cái hồi xưa là tôi phải bỏ tiền ra học, thực tế nó là vậy, nhưng ở trong đây được chia sẻ miễn phí. Còn những cái chuyên sâu hơn, những cái tốt thì mình mua cái kinh nghiệm của người ta thì chắc chắn phải bỏ tiền rồi, phải đầu tư rồi, đầu tư cho cái đầu thì không bao giờ mà gọi là lỗ cả, tại vì kiến thức nó nằm mãi trong đầu bạn, chứ không phải là hôm nay các bạn học và ngày mai các bạn sẽ rốt đi, đúng không? Nhìn nhận với nhau một vấn đề như vậy để chúng ta mà có thể phát triển hơn, phải nào gạt bỏ tư duy mà lười hỏi đi, học nhiều lên. Ở trong cái chia sẻ rất là nhiều, mà chúng ta chỉ cần vấn đề là chúng ta nghiêm túc và đón nhận nó thôi. Rồi còn đến cái vấn đề marketplace á, tôi nói tại sao mà nó tiềm năng thì cơ bản nhá, thứ nhất để tôi phân tích, để Thắng phân tích cho mọi người là tại sao mà cái Facebook Marketplace nó tiềm năng, và những cái kênh mà mọi người đang tưởng chừng nó dễ ra đơn như là Shopee, như Tinky, Lazada. Các bạn biết là cái lưu lượng truy cập của ba cái kênh đó, ba kênh thương mại điện tử lớn nhất Việt Nam, đúng không? Và cái số lượng user đó là Shopee, là Tinky và Lazada, Sen Đỏ, 4 kênh, cho 4 kênh luôn đi, nó không bằng một, không bằng thằng Facebook. Facebook nó bây giờ hiện tại là theo cái thống kê của Vietnamnet với Raninja là đang khoảng 70 triệu user, và bằng 4 đăng ký cộng lại luôn đó. Nó ngang ngửa 4 đăng ký cộng lại luôn mà nó chỉ có cân nữa. Vì vậy cái thằng Marketplace nó dễ ra đơn cũng là điều rất là bình thường, tại vì ở trên nó có rất là nhiều người thì chúng ta có thể phân phối được đến người mua, đúng không? Và cái Marketplace đây là một kinh nghiệm xương máu của tôi khi mà mới làm kinh doanh đó. Cho các bạn đó, là hồi xưa là tôi cũng cứ nghĩ là thằng Shopee là cái thằng rất là đặc biệt, đúng không? Là cái thằng là đó là trang bán hàng thì mình phải vô trang bán hàng đó để gì? Để thứ nhất là trang bán hàng thì sẽ có cái insight của khách hàng là người mua và người bán, thì chắc chắn là ở trên đó nó sẽ ra đơn hơn. Nhưng mà thực tế nó không phải vậy. Khi mà chúng ta bắt tay làm đó, thì chúng ta mới thấy được cái độ cạnh tranh khủng khiếp của Shopee hay là Lazada hay là Sen Đỏ. Rồi còn thằng Facebook thì nó rất là ít, tại vì các bạn để ý ở trên cái thằng Facebook nhá, kể cả các bạn bán live stream, các bạn bán trên fanpage, các bạn bán trên marketplace, bán trên group, cái việc mà so sánh chất lượng hoặc là so sánh giá của cái sản phẩm của bạn hay sản phẩm của người khác nó cực kỳ khó. Còn thằng Shopee á, các bạn chỉ cần click vô mua một cái cáp sạc thì ở dưới nó có cả tá cái những cái sản phẩm tương tự, và cái điều đó nó sẽ gọi là chúng ta sẽ mất cơ hội, mất đi độ cạnh tranh. Nhưng mà thằng Facebook thì nó hoàn toàn không. Nó có thể giúp cho chúng ta, chúng ta có thể là bán giá có thể cao hơn cái thằng Shopee và vẫn có thể chốt dễ dàng. Tại cơ bản người ta không có cơ hội để so sánh giá. Và cái thằng Marketplace là một cái như vậy. Tại khi khách hàng người ta mua, một cái đặc điểm của thằng Marketplace khi người mua có nhiều người, người ta không có tập trung vô là tìm sản phẩm mà mua đâu, mà nó lâu lâu nó sẽ hiện ở một cái bảng gì đó ở trong lúc mà người ta lướt người ta lướt ở trong Marketplace, chứ người ta không có tìm cố định đâu. Có khi mà nên ở trong danh mục tôi rất hay thường để là cái sản phẩm hỗn hợp, tại vì cái danh mục nó không có đúng đâu. Danh mục ở trong Marketplace thì thường là tôi không có để, và tôi hay để là hỗn hợp để lúc mà người ta lên trên đó người ta mua hàng, tại vì cái tâm lý mua hàng trên Marketplace là săn đồ rẻ, săn đồ sang tay, hồi xưa nó có tâm lý đó đó, thì người ta sẽ có khi là người ta đang định mua một cái váy nhưng mà người ta thấy cái áo đẹp quá, người ta sẽ click vô nó thành công. Và cái việc của mình đó là phải làm cho cái ảnh nó thật cuốn hút,
cái tiêu đề nó phải thật giật tít để cho khách hàng khi mà họ thấy được cái của mình mà họ có tăng được tỷ lệ click. Đó là một cái kinh nghiệm mà làm. Đó, do đó là trong thời gian tới mà bạn nào mà chưa làm marketplace hoặc là đang làm ít thì hãy tăng số lượng lên. Bạn nào mà đang làm một đích thì theo tháng thì phải làm nhiều lên. Có thể làm tăng lên theo cấp số nhân hay số cộng thì đó là tùy thuộc vào khả năng của bạn. Có thể là bây giờ các bạn đang bán một đích rồi thấy hiệu quả rồi, các bạn có thể là chuyển sang là 2 đích, 3 đích, 10 đích, 50 đích, 100 đích. Và nếu mà các bạn có tool 100 đích vẫn có thể làm được, hoàn toàn có thể làm được với một cái máy tính nó đủ mạnh, hoặc là chia nhỏ nhiều cái máy tính như Thắng để làm điều đó, kiểu như vậy. Đó là cái vấn đề mà trong marketplace mà chúng ta cần phải nhìn nhận lại, là bạn nào mà chưa có khai thác được triệt để nó thì nó rất là đáng tiếc ở trong thời điểm này. Tại vì ở trong thời điểm này cái kênh marketplace nó là một cái kênh mà nó đang có rất là nhiều tiền ở trong đó, và chúng ta là dân kinh doanh thì chúng ta chỗ nào có tiền thì chúng ta nghiên cứu nó, chúng ta làm nó trước đã. Đó, ví dụ như tôi không có bảo là các bạn làm marketplace mà các bạn bỏ lỡ những cái kênh khác, nhưng mà kênh nào mà nó đang hiệu quả thì chúng ta phải tập trung vào nó. Ví dụ như các bạn thấy ở những cái chuỗi nhà hàng mà có những cái người mà làm chuỗi nhà hàng á, cái chi nhánh nào của họ đang gọi là đang có nhiều khách thì họ sẽ tập trung nguồn lực vô cái chi nhánh đó, đúng không? Và ở trong bán hàng chúng ta gọi là marketplace nó đang hot thì chúng ta tập trung vào nó trước, và đồng thời là vẫn phát triển những cái kia để sao cho nó mặt bằng cái kênh này. Đó là vấn đề ở trong kinh doanh. Nếu mà chúng ta làm được điều này, nó nhìn nhận được điều này thì chúng ta là người kinh doanh. Còn nếu mà chúng ta chỉ chăm đi theo số đông, FOMO theo số đông, người ta bán gì bán ở chỗ đó, đó thấy người ta bán Shopee lên tập tành bán Shopee, và người ta ra đơn mình không ra đơn, đúng không? Có trường hợp nó xảy ra, đừng có FOMO theo thị trường mà hãy gọi là hãy đi theo nhìn nhận, đọc cái số liệu cụ thể từ cái kênh, và các bạn sẽ biết được là tại sao mà Forex Center lại chọn là marketplace là cái kênh chiến lược. Và đó là cái vấn đề, đúng không? Rồi trong cái thời gian tới thì nếu mà bạn nào mà chưa có nhiều kiến thức về marketplace thì có thể là inbox trực tiếp cho admin Quyết Đào để được hướng dẫn cụ thể một cái lộ trình nhanh nhất đó. Còn bạn nào mà đã có được cái gọi là có được cái kiến thức nền ở trong bán hàng ở trên marketplace rồi thì tiếp tục nhân rộng nó lên, nhân bản hiệu quả nó lên đó, để tạo ra được nhiều cái đơn hàng đó. Đó là cái vấn đề mà trong Forex Center mà chúng ta cần phải nắm bắt, và nắm bắt trong thời điểm này thì nó rất là tuyệt vời. Tuyệt vời ở chỗ là chúng ta có thể là tạo ra được cái nguồn thu nhập trong cái một cái mùa rất là khó khăn. Và đây là một kênh tiềm năng, tôi xin nhấn mạnh đây là một kênh cực kỳ tiềm năng ở trong giai đoạn này. Đó, và cái phần chia sẻ của tôi thì chắc sẽ kết thúc tại đây. Và chúc mọi người một buổi cuối tuần vui vẻ và gặt hái được nhiều kiến thức ở trong cái buổi Zoom này. Và xin trả mic lại cho admin, và rất là cảm ơn admin đã cho lên chia sẻ về những cái kinh nghiệm mà làm marketplace của Thắng. Okay, cảm ơn Thắng nhé. Chia sẻ của Thắng là một trong những cái vấn đề rất là quan trọng, đúng không ạ? Một trong những người thực chiến nhiều ở trong Forex, và là một trong những người đồng hành và khai thác cái kênh marketplace là hiệu quả nhất, đúng không ạ? Trong team top đầu những người mà khai thác kênh này hiệu quả nhất đó. Đó. Và không biết là Phượng có lên chia sẻ được không em ơi? Phượng có online hay không? Có bật mic chia sẻ được không? Về cái vấn đề về hiệu quả kênh marketplace này. Phượng là một trong những bạn mà hiện tại đang sử dụng kênh marketplace là cực kỳ hiệu quả, và ra được rất là nhiều đơn đối với kênh này. Đấy. Và bán hàng trong một nhóm nữa, nó cũng là một trong những cái vấn đề xa, có cái vấn đề inside về na ná nhau. Bán hàng nhóm và marketplace này giống như nhau, tương tự nhé. Cái công thức này có thể áp dụng được. Ok. Chào mọi người nha. Ok, Phượng chia sẻ nha. Để nghe Phượng chia sẻ cái kinh nghiệm làm marketplace nha. Ok. Cảm ơn anh đã cho em lên đây chia sẻ kiến thức mà em biết đối với các bạn. Và chúc mọi người buổi tối mình hơi nhỏ, em sát cái mic vào nhé, rồi nghe to rồi đó. Dạ. Marketplace á, thường thì là mình sẽ chạy tầm khoảng 2-3 nick để bài đăng nó có được hiệu quả hơn. Và thường thường thì mình sẽ có cái vận dụng là dự trữ nick
trường hợp là mình nhiều cái mình nó đăng bài quá thì nó sẽ bị khóa, thì có những cái nick để dự phòng để chạy. Và thứ hai nữa là cái giống như admin đã nói là phải có những cái tiêu đề và target vị trí, thì hashtag nó cũng phụ thuộc vào cái nội dung mà để đăng bài lên market play. Về các chiến lược thì các bạn có thể đăng một sản phẩm một hình ảnh để đăng lên các nơi để bán, nhưng mà thay vào đó thì các bạn có phải thay đổi cái khung hình ảnh một tí để tránh trùng lặp bài đăng. Cái thứ ba nữa là cái nội dung của các bạn á, hay được gọi là cái content á, nó thể hiện cụ thể ra các tiêu chí là nội dung về sản phẩm nó như thế nào, trong đó khẳng định được cái sản phẩm của các bạn và được thể hiện được cái cam kết và cái bảo hành đến với khách hàng. Đối với những mà khi mà các bạn nắm được cái tất cả các yếu tố đấy thì các bạn sẽ bán được rất là nhiều mặt hàng, không chỉ những mặt hàng ở trong Furry đâu. Mình thì bán được cả mặt hàng trong Furry như quần áo, túi sách. Ngoài ra mình còn có thể chạy ra được đợt vừa rồi mình có bán được trái cây ấy. Trái cây mình bán cũng là khá là nhiều, đến một bơ và sầu riêng mình cũng bán rất là tương đối là ổn. Về cái vị trí thì thường thường giống như admin nói là mình sẽ phân chia theo vùng, giống như là đang ở miền Bắc, ví dụ miền Bắc và miền Nam là có hai khí hậu rất là khác nhau, và mình đặt dựa vào cái đặc điểm đó để mình rút ra kinh nghiệm là mùa này thì miền Nam bán được những gì, miền Bắc bán được những gì. Giống như cái áo thun mà các bạn có thể là bán được quanh năm, ngoài áo thun thì bán được quanh năm, giống như là áo giống như áo khoác chẳng hạn, thì trong miền Nam á thường thường là những nơi Đà Lạt hay là từ Đà Lạt đổ về nó sẽ mát mạnh hơn hoặc là nó lạnh hơn một tí, thì mình có thể đặt được những cái bán áo khoác các thứ thì để trên vị trí là ở trên Đà Lạt từ mấy vùng lại đổ về được. Còn vùng nóng thì mình đổ những cái mặt hàng nhẹ nhàng vải mỏng hơn một tí, giống như là hoodie chẳng hạn, thì như vậy các bạn sẽ được tiềm năng được ở vị trí khách hàng. Hơn nữa là nếu mà muốn phủ sóng hàng á thì tầm một nơi thì các bạn có thể đăng đến hai ba bài trên market play để có cái độ phủ sóng trong một vùng nào đó để nhất định. Và đợt mà mình đến với Furry á thì mình cũng chưa có biết cái gì nhiều về market play hay là bán hàng trên Facebook, lúc đó mình không biết gì hết rồi. Mình chỉ có nghe được là mình có đọc qua cái tin nhắn là các chị nói về vấn đề market play, thì vô tình thôi cũng tò mò là có một buổi hôm vô tình thì nghe được cái buổi dung của admin có chia sẻ cũng kiến thức dropship như thế này, nghe mình hay quá, thế là mình cũng nhắn tin với admin á là anh ơi em muốn bán hàng với Furry thì bắt đầu từ đâu. Admin mới nói là mình chưa có kiến thức, với lại mình không có thời gian nhiều ấy, thì nên bắt đầu với market play. Và mình học cái khóa sau một thời gian đó thì mình học với admin là cái khóa chiến lược thành công, trong đó mấy bạn học một cái là cái khóa đấy thật sự là rất là hay luôn, hay mà đến nỗi mà mình bây giờ mình vẫn còn nhớ, và lâu lâu mình lại lôi ra mình đọc lại cái khóa của admin. Sau cái khóa học đó thì bắt đầu mình lên học khóa VIP member, một cái khóa mà có thể nói là trong đấy các bạn học rất là nhiều điều, từ vị trí market, lấy vị trí cụ thể như thế nào trên market play, rồi cái tiêu đề làm sao, rồi cái chỉnh sửa content như thế nào, từ chuẩn bị từ mấy những cơ bản nhỏ nhất như là market play này, fanpage này, Shopee và các trang như TikTok và website, tất cả các thứ đều được admin chỉ dạy rất là nhiệt tình. Đến bây giờ thì mình đã có một cái gọi là
một cái nền tảng riêng, và mình có đang mở một cái quán, coi như là quán bán hàng nhỏ ở nhà và để livestream. Cũng nhờ tất cả cái kiến thức mình livestream á, lúc đầu mình livestream mình không biết gì đâu, mình cũng các kiến thức nào đó, các kiến thức thì admin chỉ dẫn cho mình, mình áp dụng vô. Và đến bây giờ thì mình cũng đang cũng nhờ sự ủng hộ và sự tin tưởng của admin đã cho mình. Nghe cái mic lại một tí nhé. Dạ, cũng cho mình chỉ tại một cũng nhờ sự cái tin tưởng của admin á, và cái đã cho mình đứng mà chỉ tại một nhóm coaching cho các bạn. Thì mình cũng mong muốn là qua đây thì mọi người cũng có thể có một cái sự nhiệt huyết và cố gắng ha. Cố gắng lên thì mỗi người thì đều có kết quả. Và một thường thường á, cái marketplace này nó không có chi phí chạy quảng cáo, hoàn toàn là free, nên là mọi người phải có một cái gọi là sự chăm chỉ, đăng tầm 20 đến 30 bài trên một ngày. Chứ mình thấy nhiều bạn á, có nhắn tin với mình hỏi là tại sao mà em đăng bài mà không có ai hỏi, hay là em đăng 20 bài trên marketplace mà cũng không ra đơn. Thì mình mới hỏi lại là bạn đăng như thế nào. Thì mình cái câu hỏi đầu tiên á, thì bạn kêu là 1-2-3 ngày thì bạn mới đăng. Còn cái 20 bài trên marketplace đó thì chỉ có bạn mới kêu là gộp con lại từng ngày thì bạn mới được 20 bài. Như vậy là quá là cái sự mà tại vì marketplace là kênh free, nên là rất nhiều đối thủ cạnh tranh, các bạn sẽ đăng lên bài của mình, đăng lên đấy rất là nhiều. Khi mà mình không chịu đăng bài thường xuyên á, thì các bài đó của mình sẽ bị trôi xuống và thay thế cho các bài khác của các bạn khác. Như vậy nên là mình phải đăng chăm chỉ đăng bài lên thì mới cái bài của mình á thì mới hiển thị được nhiều và mới tiếp cận được khách hàng nhiều. Và ngoài ra thì mình cũng khuyên các bạn nên có một cái hình ảnh. Cái hình ảnh là chuyên tạo ra một sự khác biệt của mình á. Vì khi mà các bạn đăng marketplace thì 2 đến 3 bài thì các bạn thấy cái hình ảnh đó và các bạn search ra được là hình ảnh của shop mình này, của bản thân mình này, thì mới là biết là cái đấy là của sản phẩm của mình. Chứ mà cái nào cũng chung chung quá thì khi khách hàng nhìn vô á, khách hàng nó cũng sẽ là ở cái nào cũng giống nhau thì thôi chọn đại chọn bừa, là 50-50 sẽ trúng một cái của bạn hay là một cái khác. Okay, tiếp tục mình chia sẻ nhé. Nên là mình nên khuyên các bạn nên có một sự khác biệt đó. Thì khi mà các bạn mà tư vấn khách hàng nhiệt tình và chăm sóc khách hàng á, thì cái hình ảnh, thứ nhất là cái hình ảnh đó các bạn sẽ được đọc vào cái tâm trí của khách hàng đầu tiên và sẽ được nhớ mãi trong cái tâm trí của khách hàng. Khi mà người ta cần một cái sản phẩm gì đó, người ta lên search lại cái Google Marketplace á, thì họ thấy cái này là cái shop lần trước mình mua này, hoặc là cái shop đấy mình nhắn tin một lần hỏi mua tư vấn rất là nhiệt tình, cái tỷ lệ quay lại của khách hàng á thường thường sẽ là rất là cao. Và đây là những chia sẻ của mình trong marketplace. Và mình xin nhường lại mic cho admin nhé. Okay. Đây chào, cảm ơn Phượng nhé. Phượng là một trong những bạn nữ đúng không ạ, đang bị sữa và bà đang tập kinh doanh. Và hiện tại thì đối với góc độ admin thì Phượng bán hàng khá là tốt đúng không ạ, cũng live stream và có cái làm cái đó là cái website, cái blog đúng không ạ, cái blog chia sẻ đấy, rồi là mình có thể lên Phượng business nhé, phượngbusiness.com để ghé cái blog của Phượng để đọc những cái bài viết của bạn ấy chia sẻ lên đó. Ở trong Forex thì Phượng hiện tại đang ở trong VIP member, và trong VIP member đấy thì mọi người được học rất là kỹ trong tất cả các vấn đề về marketing và được giới thiệu tất cả những cái nền tảng kinh doanh và quảng bá đúng không ạ. Một đấy là về marketplace là điều đương nhiên rồi, hai là Facebook marketing, các module về Shopee liên quan đến Instagram hay là TikTok đúng không ạ, được học, hướng dẫn làm website, nói chung là đa kênh đối với một cái vấn đề. Nên mình nói là sau khi các bạn chọn lựa được cái sản phẩm của mình đó thì hãy xoay sâu vào vấn đề về làm quảng bá, và
trong cái vấn đề quảng bá đó có vô vàn thứ để chúng ta làm, rất nhiều thứ để chúng ta làm, và trong kinh doanh thì không có cái, không có một công thức nào mà chung nhất đâu. Cái công thức chung nhất là chúng ta phải làm thật là nhiều. Hai nữa là chúng ta phải xoáy thật là sâu vào trong cái vấn đề của chúng ta làm. Chúng ta làm xong kênh rồi thì chúng ta tuyển đội nhóm để bán cho mình, đúng không? Chúng ta làm xong Facebook rồi thì chúng ta có thể làm qua các kênh thương mại điện tử. Và trên thương mại điện tử không phải là có Shopee. Bây giờ muốn ăn ấy, hãy làm Sen Đỏ, hãy làm Lazada đi, đúng không? Hãy làm Lazada đi. Nên việc học nhiều không bằng việc là chúng ta thực hành nhiều đâu. Học nhiều, làm nhiều nó mới thành công được. Đấy, rồi là kênh hiệu quả khá là cao, đó là như là Instagram này. Ok, hãy làm đi, rồi kết quả nó sẽ tới. Tiếp theo là như là TikTok này. Hiện tại mình đang build một số cái kênh TikTok và giao cho một số bạn làm những kênh TikTok tốt. Tiếp theo là sau khi mà làm được rồi, có kết quả nhất định rồi, đấy, thì chúng ta sẽ gì nữa? Chúng ta sẽ xây dựng những cái kênh để quảng bá các cái kiến thức của mình. Thì từ đó nó thu hút được đội nhóm. Nếu như các bạn ở trong buổi học này, đúng không? Rất là nhiều kiến thức được chia sẻ, rất là nhiều kiến thức được tích lũy, đúng không? Cũng không phải ai cũng là người học cuối cùng hết. Có bạn ra, có bạn nhảy ra nhảy vô, đúng không ạ? Ai học nhiều thì người đấy sẽ làm được, ai làm nhiều thì người đấy sẽ có kết quả nhiều, đấy là điều đương nhiên. Đấy thì kênh nó rất là nhiều, đối thủ rất là nhiều, đó, đối thủ mạnh cũng rất nhiều, nhưng mà đối thủ là đối thủ yếu thì cũng vô cùng nhiều. Đó, và trong kinh doanh này, và bất kể cái công việc thì đam mê này, kiên trì này, bền bỉ này, đó, thì giống như là chúng ta học tiếng Anh, đúng không? Trước khi mà học tiếng Anh thì nó là gì ạ? Là cái sự lặp lại mà chăm chỉ thôi, đúng không ạ? Rồi sẽ thành công ở trong kinh doanh cũng vậy, và có một công thức chung cho tất cả mọi vấn đề, đó là kiên trì, lặp lại những cái vấn đề mà mình làm ở một cấp độ cao hơn, xoay sâu vào vấn đề về tâm lý của mình, học hỏi những người xung quanh mình, đấy, tư duy thêm về những cái các cái vấn đề mà chúng ta đang còn bị yếu này, đúng không? Rồi là trang bị thêm những kiến thức, vô cùng nhiều thứ để chúng ta kích hoạt được cái sức mạnh của mình lên, đúng không ạ? Thì mình sẽ thành công thôi. Và bây giờ để mà muốn nói thì nó còn vô vàn thứ để chúng ta cần chia sẻ thật sự. Nếu như các bạn ở trong các đội nhóm cao cấp hơn của admin thì mình sẽ chia sẻ nhiều thứ đấy. Trong mùa dịch này thì hãy cố gắng học một cái kiến thức nào đấy, bất kể học Photoshop chẳng hạn này, học làm website, đúng không ạ? Hiện tại thì anh Nhất đang có một cái khóa học miễn phí về website cực kỳ chi tiết. Khóa học này nếu mà rơi vào thời điểm 2 năm trước thì nó phải rơi vào khoảng tầm 5 đến 10 triệu về làm web, thật sự cực kỳ chi tiết và có quá nhiều module mà được bật mí trong quá trình này. Tại vì sao? Tại vì trình độ làm web và trình độ xử lý vấn đề liên quan đến website của anh Nhất hiện tại đang cao cấp hơn rất nhiều so với ngày xưa, va chạm rất là nhiều thứ và đang học dạy miễn phí luôn ở trong Forex này đó. Và các cái module hướng dẫn làm Shopee hay là hướng dẫn về marketplace này đều là những kiến thức rất là quan trọng trong quá trình mà làm kinh doanh của mình. Hãy tận dụng tối ưu nhất những cái vấn đề, đúng không? Để học và trải nghiệm. Sau khi mà có gì ạ, có tiền, có vốn thì chúng ta sẽ trang bị thêm vào những cái công cụ đó, rồi là trang bị thêm vào những cái kiến thức, trang bị thêm những cái cơ hội, chứ không phải là vấn đề là chúng ta cái nhất thiết là chúng ta phải tập trung vào những cái mà nó bị tốn tiền. Tốn tiền thì nó rất là phí. Đó là những cái mà mình muốn chia sẻ với anh em mình. Cứ lâu dài, bền bỉ, rồi là đoàn kết lại chúng ta sẽ thành công. Thì tại hiện Ninh đang chạy quảng cáo khá là ổn, đúng không? Chạy quảng cáo cũng ổn này, đúng không? Làm Shopee cũng ổn này, đúng không? Bán hàng qua cộng tác viên cũng ổn này, mọi thứ đều ok. Nếu như chúng ta tập trung hết sức mạnh của mình vào trong đó thì nó sẽ tuyệt vời lắm, đúng không? Và nếu như mà anh em mình mà xác định mà muốn làm một cái vấn đề mà rõ nét, một cái vấn đề chuyên sâu, thì học toàn bộ mọi vấn đề này liên quan đến admin, có một khóa gọi Digital Team. Và bây giờ là admin đang có một cái nhóm tạo ra một khóa học gọi là Digital Coaching Team. Thì ở trong đó sẽ có những cái module cao cấp và siêu cao cấp. Tức là như thế này, hiện tại đó là Digital Team, bạn sẽ được học tất cả những kiến thức để gì? Để các bạn có thể làm chủ cái hệ thống kinh doanh của mình. Còn mục tiêu của admin đó là kiếm một người là chân ái. Đấy, kiếm một người đúng không ạ, như sắc bình ấy, để trao những cái thổi những cái gió đông vào. Thực tế là như thế này này.
bản thân anh mình làm ok lắm, nhưng mà anh mình không làm tới cùng. Nếu mà thật sự là bạn có thời gian là thứ nhất, thứ hai là bạn có có đủ cái đam mê, đủ cái nhiệt huyết đấy. Thứ ba nữa là bạn xác định đây là một trong những cái kênh lâu dài và trong tương lai của mình, thì hãy tập trung một cách nghiêm túc nhất vào trong để mình sẽ sẵn sàng chia sẻ với các bạn vấn đề, toàn bộ vấn đề kiến thức, tất cả vấn đề về nguồn hàng và bí quyết để các bạn phải quản trị và xây dựng hệ thống thành công. Và mình đang muốn nhân bạn hệ thống này. Và đây là một trong những vấn đề mà anh em special á, với lại anh em ở trong VIP member và anh em mà đã làm việc lâu với SB rồi, hãy tập trung, tôi sẵn sàng chia sẻ anh mình rất là nhiều kiến thức, hãy trang bị đầy đủ toàn bộ mọi vấn đề, nó có tạo thành một cái quy trình và anh mình chỉ việc là nhân bản thôi, nhân bản quy trình nó lên, tất cả mọi thứ ở trong đây đều có. Mọi người học là học cái cách quản trị hệ thống, đúng không? Như là cái vấn đề mà làm web nó là điều đơn giản, không có khó. Vấn đề có Shopee mình chỉ cần 30 giây thôi là bạn sẽ có sở hữu một cái hệ thống Shopee liên quan đến một chuyên ngách. Đó, về cái vấn đề về kiến thức, admin chỉ dẫn mọi người toàn bộ những kiến thức về kỹ thuật, hệ thống content SEO top Google. Đấy, nhưng vấn đề về kỹ năng các bạn cần phải rèn luyện, đó là viết làm sao để hay hơn, nói chuyện như thế nào để thuyết phục hơn, đấy là mình phải kỹ năng. À, hoặc là làm Photoshop, đây là những kỹ năng các bạn phải rèn luyện hàng ngày. Còn lại toàn bộ mọi vấn đề kỹ thuật được bàn giao hết để chúng ta quản trị. Quản trị gì ạ? Một là hệ thống bán lẻ, hai là một hệ thống về quảng bá đội nhóm cộng tác viên, bốn là những cái đối tác, tìm cách để phát triển cái hệ thống này của mình, cộng với việc gì ạ, cộng với việc của chúng ta có thể là tập trung vào phát triển cái vấn đề về quảng cáo, quảng bá, nhân rộng cái mô hình lên, thì chắc chắn là chúng ta sẽ thành công giống như admin thôi, cũng giống như là trong Forry này, quản trị một cái hệ thống như tương tự Forry thì chúng ta sẽ là người đứng đầu. Hãy học cách để trở thành người đứng đầu. Đấy là cái điều mà mình muốn chia sẻ, và đây là cái điều mà lớn nhất ở trong quá trình mà làm kinh doanh. Và trong buổi học này khả năng là tới đây là kết thúc, đúng không ạ? Chúc các bạn có một cái buổi học đầy ý nghĩa và có những cái tư duy mới và định hướng được cái vấn đề của mình trong kinh doanh đối với bản thân mình và đối với tương lai của mình, cuộc đời của mình. Ok. Các bạn cảm thấy buổi chia sẻ này ổn không ạ? Ok mà, tuyệt vời mà. Đấy, xác định nhá. Đây là hướng đi, chứ không đơn thuần là chỉ là bán dropship đơn thuần đâu. Nó có nhiều thứ lắm. Thì mình cũng làm dropship này, đúng không? Nhưng mà ở một cái tầng khác, một cái hệ thống khác, đúng không? Lớn hơn rất nhiều so với việc làm dropship đơn thuần. Và mình phải làm như vậy. Đó. Và phía Forry sẽ trang bị đầy đủ các kiến thức và công cụ, cũng như là đội nhóm cho anh em mình, chỉ cần vấn đề về quản trị và điều hành, đủ sức để làm, đủ đam mê thì mình sẽ làm được, lúc đó mình mới trở nên giàu có được. Thật sự là như vậy, kiến thức, cơ hội và mối quan hệ mới làm mình giàu có thôi, chứ còn lại các cái vấn đề khác ấy, nó là cái cơ bản thôi. Đấy là những cái chia sẻ của mình. Ok, xin chào, hẹn gặp lại anh em mình ở trong các buổi học tiếp theo. Ok.